Chương 2182, Đạo Tranh Một Hơi Quanh nổ mạnh không dứt bên tai, thiên địa đông đưa, trích nguyệt tiên tử dốc sức liều mạng dắt lấy 12 cái thiên mệnh, tại nàng tuyệt bá lực lượng phía dưới, 12 cái thiên mệnh bị nàng túng được từng bước một trầm xuống. Cái này, đây là muốn một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh sao? Chứng kiến trích nguyệt tiên tử như thế giả tâm, có người không khỏi giật mình nói, nếu như một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh, ba lượt chẳng phải là 36 đầu thiên mệnh, cái kia trên thế gian tầm đó ai có thế địch. Trên thực tế, chứng kiến trích nguyệt tiên tử muốn duy nhất một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh, liền một ít đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó giật mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này không khỏi quá bá khí đi à nha. Nhìn xem trích nguyệt tiên tử một lần cùng túng 12 cái thiên mệnh, có thấp vị đại đế nói ra, chẳng lẽ âm nha không biết rõ không có khả năng một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh sao? Làm như vậy, không sợ đưa tới thiên tru sao? Cái kia không nhất định. Nhìn xem trích nguyệt tiên tử dốc sức liều mạng dắt lấy 12 cái thiên mệnh không phóng. Có một vị cổ sư địa vị cao đại đế hai mắt thâm thúy, từ từ nói, âm nha ngầm đồng ý, cái này có lẽ có khả năng này, bởi vì trong này có một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Thấp vị đại đế không khỏi hỏi. Đồn đã nói, tại trước đây thật lâu, rất có thể chúng ta thập tam châu đại đế cùng cửu giới tiên đế đồng dạng, có thể duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh. Vị này cổ sư địa vị cao đại đế thâm thúy ánh mắt nhảy lên một chút. Một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh, nghe được lời như vậy, cái này nhường thấp vị đại đế giật mình nói, một lần có thể chịu tải 12 cái thiên mệnh. Đây chẳng phải là ý nghĩa ba lượt liền có thể chịu tải 36 đầu thiên mệnh. Thiên mệnh, không phải phép cộng trừ. Vị này địa vị cao cổ xưa đại đế, từ từ nói, 12 thiên mệnh là cực hạn, cũng là chúng ta đại đế tiên vương chung cực. Ngươi một lần chịu tải cũng tốt, phân ba lượt chịu tải cũng thế, cũng sẽ không qua 12 cái thiên mệnh, cái này cực hạn không ai có thể đánh vỡ. Bất quá, truyền thuyết, ngay từ đầu thực sự không phải là như thế. Vị này địa vị cao cổ xưa đại đế từ từ nói, có đồn đại nói, ngay từ đầu là duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh không giống hiện tại phân ba lượt đến chịu tải thật sự có đại đế tiên vương duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh sao vị này thấp vị đại đế cũng không phải mười phần tin tưởng nói ra điều đó không có khả năng a à, chưa nghe nói qua ai duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh qua vị này thấp vị đại đế tuy nhiên thiên mệnh không nhiều lắm nhưng sống được cũng so sánh lâu biết đến sự tình cũng không ít nhưng là hắn sư bụng quát bụng đều không thể nghĩ ra vị nào đại đế tiên vương đã từng là duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh. Truyền thuyết là có một cái đại đế. Nói đến đây, vị này cổ sư địa vị cao đại đế từ từ nói, có một loại đồn đại, có một người làm được thanh mộc thần đế. Thanh mộc thần đế. Nghe nói như thế, nhưng cái này thấp vị đại đế ngay ngốc một chút, về thanh mộc thần đế đồn đại nhiều lắm, nhiều đến để cho người không cách nào đi khảo chứng, nói thí dụ như có đồn đãi nói thanh mộc thần đế có khả năng chịu tải bốn đầu nguyên mệnh, cũng có đồn đãi nói, thanh mộc thần đế sau bất luận cái gì một vị đại đế đều đi được xa hơn. Thật vậy chăng? Thanh mộc thần đế thật là duy nhất một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh. Nói đến đây. Vị này thấp vị đại đế cũng không phải rất tin tưởng giọng điệu, trên thực tế, rất ít người bái kiến thanh mộc thần đế. Không dám khẳng định. Cái này cổ xưa địa vị cao đại đế từ từ nói, nhưng có thể khẳng định chính là chia làm ba lượt chịu tải thiên mệnh cách làm là do thiển đạo thiên đế bắt đầu đấy thiển gia thủy tổ thiển gia người thành lập cái này thấp vị đại đế nói ra đồn đãi nói xưa nhất đại đế thiển gia lịch sử cực kỳ cổ xưa tuy nhiên nó không là cái thứ nhất một môn chính đế truyền thừa nhưng là nó có thể nói là thập tam châu xưa nhất truyền thừa một trong thiển gia người thành lập thiển đạo thiên đế một vị có được chính đầu thiên mệnh đại đế không tính kiệt xuất nhưng là đồn đãi nói hắn là kế thanh mộc thần đế về sau vị thứ hai đại đế cho nên hắn như vậy đại đế có không thể coi thường ý nghĩa bởi vì thiển đạo thiên đế là kế thanh mộc thần đế về sau vị thứ hai đại đế hắn có thể nói là thập tam châu một cái hóa thạch sống chứng kiến thập tam châu dài dòng buồn chán lịch sử thậm chí có đồn đãi nói thiển đạo thiên đế là hết thảy đại đế tiên vương trong duy nhất có thể bị khẳng định chân chính bái kiến thanh mộc thần đế người có đồn đãi nói Thanh Mộc Thần Đế từng duy nhất một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh, cũng có người cho rằng, năm đó thiển đạo thiên đế đã từng thử qua duy nhất một lần chịu tải 6 đầu thiên mệnh mà thất bại, về sau đạt được Thanh Mộc Thần Đế truyền thụ phương pháp, phân ba lượt chịu tải thiên mệnh. Cái này cổ sư địa vị cao đại đế từ từ nói, bất luận nói như thế nào, có thể khẳng định chính là, ba lượt chịu tải thiên mệnh, ít nhất là theo thiển đạo thiên đế bắt đầu, về phần Thanh Mộc Thần Đế phải hay là không một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh, cái này có chỗ tốt gì? Cái này thấp vị đại đế hỏi. Không rõ ràng lắm, bởi vì không có ghi lại. Cái này cổ xưa địa vị cao đại đế từ từ nói, có người nói, duy nhất một lần chịu tải, có thể nhường thiên mệnh hợp nhất, không có bất kỳ tính bài xích, quy lực càng lớn. Cũng có đồn đại nói, duy nhất một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh mà nói, cái này có thể nhường 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương có thể lại càng dễ hướng cao hơn cảnh giới rảo bước tiến lên. Tóm lại, không có ai biết là thật là giả. Nói đến đây. Cái này cổ sư địa vị cao đại đế chầm chầm vào lý thất dạ, từ từ nói, nhưng âm nha tuyệt đối biết rõ chúng ta không biết rõ bí mật, hắn lại không ngăn cản nàng, điều này nói rõ tất có đạo lý của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, 12 cái thiên mệnh càng ngày càng gần rồi, nhưng tại thời khắc này, thiên mệnh lực lượng tắc thì là càng ngày càng đại, bởi vì thiên mệnh là tiềm lực vô cùng, một khi nó phát nổ tiềm lực, vậy kinh khủng hơn rồi. Nhìn xem trích nguyệt tiên tử dốc sức liều mạng lôi kéo 12 cái thiên mệnh, hết thảy đại đế tiên vương cũng không khỏi ổn định hô hấp. Tất cả mọi người đều rất kỳ quái, thật có thể duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh sao? Nếu quả thật có người có thể duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh, đây chẳng phải là đánh vỡ thưởng thức đã qua trăm ngàn vạn năm, hết thảy đại đế tiên vương đều là phân ba lượt chịu tải thiên mệnh đấy, chưa nghe nói qua vị nào đại đế tiên vương là duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh đấy. Nếu như nói, trước mắt trích nguyệt tiên tử thành công duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh, cái này đâu chỉ là phá vỡ mọi người thưởng thức, vậy thì ý nghĩa cái này sẽ là một cái mười phần có thể thực hiện phương án. Quanh tại đây nháy mắt, thiên mệnh tuôn ra thiên uy, lúc thiên mệnh chân chính bạo phát thời điểm, lực lượng của nó chi khủng bố, là để cho người không cách nào tưởng tượng đấy trong một chớp mắt thiên mệnh lực lượng như gió bạo đồng dạng trùng kích mà ra phương thiên địa này rất nhiều sơn hà nháy mắt bị xông hủy ngọn núi nứt vỡ đại gian vỡ ra khủng bố lực lượng tự như muốn xé nát khắp thiên địa đồng dạng nghe được răng rắc thanh âm vang lên tại đây trong một chớp mắt liền chặt chẽ khóa lại thiên mệnh mười hai đạo pháp tắc đều chịu không nổi thiên mệnh tuôn ra đến lực lượng tại răng rắc trong thanh âm 12 đạo pháp tắc xuất hiện từng cái vết trạng, từng đạo vết trạng xuất hiện, 12 đạo pháp tắc hình như là tùy thời đều có thể trạng nước đồng dạng. Tại khủng bố như thế lực lượng phía dưới, nghe được phanh một thanh âm vang lên, trích nguyệt tiên tử đều bị hung hăng dắt một chút, 12 cái thiên mệnh muốn túng đoạn 12 cái pháp tắc đào tẩu, khủng bố như thế lực lượng cùng túng phía dưới, khiến cho trích nguyệt tiên tử đều nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Nếu không đi, tắc thì phóng hắn chứng kiến trích nguyệt tiên tử bị túng được chảy như điên huyết. Lý thất giả từ từ nói. Tuy nhiên Lý thất giả cũng muốn trợ trích nguyệt tiên tử giúp một tay, nhưng là, chịu tải thiên mệnh đó là mười phần tư nhân sự tình, tại chịu tải thiên mệnh chuyện này trên, không có ai có thể trợ giúp được nàng. Lý thất giả tổng không có khả năng nói đem thiên mệnh túng xuống, kín đáo đưa cho trích nguyệt tiên tử. Nếu như như vậy đều được mà nói, cái kia quả thực tự là có thể đại lượng sản xuất đại đế tiên vương rồi, nếu như như vậy đều có thể thành công, đại đế tiên vương tự lộ ra không có ý nghĩa. Súng nhưng mà, lý thất dạ càng là nói như thế. Trích nguyệt tiên tử càng là muốn đối lấy làm, nàng chính là như vậy cuộc cường tính tình. Hơn nữa cho tới nay đều không chịu thua, điểm này nàng cùng hồng thiên nữ đế rất giống, hai người các nàng đều là người không chịu thua, mỗi lần vừa thấy mặt, hai người các nàng không phải đánh nhau, sẽ cãi nhau, hai người các nàng ai cũng không có phục qua ai ai cũng không để cho qua ai oanh một tiếng vang thật lớn theo trích nguyệt tiên tử một tiếng quát nàng toàn thân huyết khí bạo vô cùng vô tận phù văn phúng dũng mà ra tự như là hồng thủy trút xuống mà tiếp theo dạng tại đây trong một chớp mắt trích nguyệt tiên tử phát nổ vô địch thần uy một cổ tuyên cổ vô song khí tức tràn ngập tại nàng quanh thân giống như có tuyên cổ lực lượng tại trong cơ thể của nàng bạo đồng dạng nghe được ông 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 từng tiếng tiên âm vang lên, tại thời khắc này trích nguyệt tiên tử sau lưng phúng dũng ra từng sợi tiên quan, tiên quan chiếu rọi cửu thiên thập địa, tại đây trong một chớp mắt, vốn chính là dung nhan như tiên trích nguyệt tiên tử càng lộ ra thoát tục xuất trần, thật sự như là một cái chân chính tiên tử bình thường, bất nhiễm khói lửa, phiêu nhiên cởi thế. Tại tiên quan bên trong, mở rộng ra vô hạn lãnh thổ. Chỗ đó hình như là một phương tiên quốc, ở đằng kia tiên quốc ở trong chỗ sâu, có một phương thành cổ, Thành cổ đại đạo chìm nổi, vạn pháp che đậy, lộ ra mười phần mông lung, quảng chi là mông lung không gì sánh được, vẫn là tuôn ra khủng bố vô cùng lực lượng, tự hồ thiên địa vạn đạo đều nguồn gốc không sai, cái này một phương thành cổ có thể diễn biến thế gian hết thảy, có thể trấn thủ muôn đời chi pháp, liền đại đế tiên vương đều khó tại nhìn thấu. Tiên đạo thành sao? Chứng kiến Trích Nguyệt tiên tử sau lưng hiển hiện cái này một phương tiên quốc, cái này một tòa thành cổ liền đại đế tiên vương đều nháy mắt ánh mắt tăng vọt, hết thảy đại đế tiên vương đều mở ra thiên nhãn, muốn phá vô căn cứ, trực chỉ bổn nguyên, bọn hắn đều muốn đuổi theo tố đại đạo, muốn nhìn xem xét trích nguyệt tiên tử sau lưng chỗ hiển hiện có phải thật vậy hay không tiên đạo thành. Tiên đạo thành, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, đồn đã nói tiên đạo thành chính là cửu đại thiên bảo một trong, nhưng là thật là giả, rất nhiều người đều không dám khẳng định, bởi vì không có ai bái kiến chân chính tiên đạo thành hiện tại trích nguyệt tiên tử sau lưng xuất hiện như vậy dị tượng khó trách có đại đế tiên vương hoài nghi đây là tiên đạo thành cái này cũng đích thật là cùng trong truyền thuyết tiên đạo thành là mười phần tương tự nếu như nói một cái nữ tử thật là đã có được cửu đại thiên bảo một trong tiên đạo thành đó là hạn gì khó lường bất luận cái gì người suy nghĩ một chút đều sẽ tim đập thình thịch nếu như lúc này không có âm nha ở đây chỉ sợ rất nhiều đại đế tiên vương đều sẽ kềm nén không được nhất định sẽ hướng trích Nguyệt Tiên Tử hỏi qua tin tường, cái này có phải thật vậy hay không là tiên đạo thành. Chương 2183, một cái kỳ tích. Tiên đạo thành, tràn đầy huyền niệm, thậm chí có người nói tiên đạo thành chính là thiên địa vạn pháp nguồn gốc, cũng có người nói tiên đạo thành có thể diễn biến hết thảy công pháp, người đã có được tiên đạo thành, thế gian bất luận cái gì công pháp bí thuật đối với ngươi mà nói tựu không còn có bí mật, bởi vì nó năng lực ngươi suy điển ra cái gì công pháp, quản chi là thương thiên binh thư thiên địa đạo phần nó đều có thể suy điển đi ra. Đương nhiên, cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì không có người đạt được qua tiên đạo thành. Cho nên mọi người đều không biết có phải hay không là thật sự như thế. Tại thời khắc này hết thảy đại đế tiên vương đều chầm chầm vào trích nguyệt tiên tử sau lưng thiên đạo thành xem, tự như là muốn xem thấu cái này sau lưng chân chính bí mật đồng dạng, nhưng là cái này một tòa thành cổ tự hồ che đậy hết thảy, cường đại trở lại dẫu rất giỏi người cũng chỉ là thấy được một hai mà thôi. Lúc này tất cả mọi người minh bạch vì sao âm nha sẽ đứng ở nơi đó áp trận rồi, nếu như không có phát âm nha áp trận, chỉ sợ sớm đã có đại đế tiên vương thiếu kiên nhẫn xuất thủ. Tiên đạo thành bí mật đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là không cách nào chống cự hấp dẫn quản chi là đại đế tiên vương cũng là không cách nào ngoại lệ. Lý thất già dạ chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt một mạng này mà thôi, quản chi là trích nguyệt tiên tử sau lưng hiển hiện tự hồ tiên đạo thành thành cổ, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này sau lưng bí mật. Đương nhiên, trích nguyệt tiên tử thực sự không phải là có được tiên đạo thành, nếu như nói thật sự bị nàng có được tiên đạo thành, cái kia vẫn còn được, chỉ sợ nàng cũng sớm liền trở thành tiên đế rồi tuy nhiên trích nguyệt tiên tử là không thể có được tiên đạo thành, nhưng là nàng đích thật là cùng tiên đạo thành có quan hệ, sau lưng nàng chỗ hiển hiện thành cổ, đích thật là liên quan đến tiên đạo thành một ít bí mật. Ken, ở này trong một chớp mắt, trích nguyệt tiên tử bạo phát khủng bố vô cùng thương cổ lực lượng, tại đây nháy mắt 12 đạo pháp tắc thoáng cái khôi phục, hơn nữa lực lượng càng thêm khủng bố, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, 12 đạo pháp tắc cứ thế mà mà đem thiên mệnh dắt xuống. Oanh, 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 tại thời khắc này, thiên giao động sáng ngời. Nhật nguyệt tinh thần ảm đạm thất sắc, vạn vật không ánh sáng, tự như thiên địa lâm vào hắc ám đồng dạng, tự hồ trích nguyệt tiên tử một người cắn nuốt toàn bộ thập tam châu tất cả lực lượng. Tại từng đợt trong tiếng nổ vang, 12 cái thiên mệnh càng ngày càng bị kéo đến thêm gần, bị trích nguyệt tiên tử theo cùng bá vô cùng tư thái cứng rắn nặng nề mà từng tất dắt xuống. Nếu thật có được tiên đạo thành, như vậy duy nhất một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh đích thật là có khả năng này. Chứng kiến 12 cái thiên mệnh bị từng bước một giắt lấy xuống. Có tiên vương đều trong nội tâm sợ hãi. Thập Tam Châu hết thảy đại đế tiên vương cũng không khỏi ổn định hô hấp, cũng không khỏi gắt gao chầm chầm vào trước mắt một mạng này. Nếu như ở thời điểm này trích nguyệt tiên tử thật là chịu tải 12 cái thiên mệnh, đâu chỉ là một tôn 12 thiên mệnh tiên vương ra đời, cái kia quả thực tự là sáng tạo ra vạn cổ kỳ tích. Oanh, một thanh âm vang lên, tự tất cả mọi người cho rằng tại đây trong một chớp mắt trích nguyệt tiên tử muốn chịu tải 12 cái thiên mệnh thời điểm, bầu trời phía trên đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện. Đây cũng không phải là bình thường thiểm điện, lúc như vậy một đạo thiểm điện đánh xuống thời điểm, đáng giết hết thảy, bất luận cái gì tồn tại đều chạy không khỏi nó khiển trách, bất luận cái gì tồn tại đều không cùng chống cự. Thiên tru, chứng kiến như vậy thiểm điện đánh xuống, không biết bao nhiêu người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch hét lên một tiếng. Quản chi là đại đế tiên vương đều hút một hơi hơi lạnh, bởi vì thiên tru lắng xuống, vậy ý nghĩa đại đế tiên vương đều không thể kháng khiên, chỉ có trốn về tham tác chi địa, nếu như muốn chọi cứng đến cùng. Cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điều này sao có thể, chứng kiến như vậy một mạng, đại đế tiên vương cũng hiểu được nghi hoặc, bởi vì đương đại đại đế tiên vương lắng xuống thiên tru tỷ lệ nhỏ đến có thể không để ý, thậm chí có đại đế tiên vương nói qua, lúc thay đại đế tiên vương trên căn bản là sẽ không lắng xuống thiên tru nếu như đương đại đại đế tiên vương đều sẽ bị lắng xuống thiên tru vậy ngươi tuyệt đối là xui xẻo tận cùng thậm chí là vạn cổ đến nay xui xẻo nhất ngươi nhưng là hiện tại trích nguyệt tiên tử còn chưa kịp chịu tải thiên mệnh vậy thì giáng xuống thiên tru cái kia quả thực tự là chuyện không thể nào còn chưa trở thành đại đế tiên vương tại sao thiên tru đây quả thực là vô nghĩa giả dối hư ảo nhưng là hiện tại trích nguyệt tiên tử đích thực thật là lắng xuống thiên tru hơn nữa còn là không có chịu tải thiên mệnh trước kia đây là hết thảy đại đế tiên vương đều là tận mắt nhìn thấy đấy đây thật là quá chẳng qua ở tư nghị rồi phóc một tiếng thiên tru còn chưa bổ vào trích nguyệt tiên tử trên thân nàng đã cùng phun ra một ngụm máu tươi rồi cái này thiên tru uy lực thì kinh khủng cỡ nào một khi là bổ vào trích nguyệt tiên tử trên thân chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ còn chưa bị thiên tru bổ trúng tựu máu tươi cùng phun cái này nhường đại đế tiên vương trong nội tâm cũng theo đó vẻ sợ hãi bọn hắn đều đã từng được chứng kiến thiên tru khủng bố biết rõ thiên tru tối không thể đi chọi cứng tới lý thất dạ sớm đã có chuẩn bị hắn tựu là vâng vâng lấy giờ khắc này đến bằng không mà nói hắn cũng sẽ không tự mình vì trích nguyệt tiên tử hộ đạo tại thiên tru đánh xuống nháy mắt ông một thanh âm vang lên lý thất dạ hai mắt biến thành không gì sánh được sáng chói tự như chiếu sáng thế gian bất luận cái gì hào quang tại hắn hai mắt chiếu sáng phía dưới đều biến thành ảm đạm thất sắc ngay tại lý thất dạ mở ra thiên khuy nháy mắt lý thất dạ đồng thời mười ba mệnh cung vang trời mà lên mệnh cung tứ tượng nháy mắt hiển hiện tại đây trong một chớp mắt chỉ thấy cây sinh mệnh cao cao chống trời tự như cái ô khổng lồ đồng dạng che chở lấy hết thảy sinh mệnh chi trụ cắm thẳng vào bầu trời tự như là đâm vào bầu trời ở trong chỗ sâu cắm thẳng vào thiên tru nguồn gốc nước suối sinh mệnh phúng dũng ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực nháy mắt vì trích nguyệt tiên tử chữa thương nhưng nàng nháy mắt khép lại sinh mệnh chi lô nổ vang không ngớt tựa như thiên địa lò lớn đồng dạng phù văn hiển hiện muốn luyện hóa thiên tru đùng thanh âm vang lên thiên tru chém thẳng vào tại lý thất dạ trên thân bổ được lý thất dạ vạt áo nghiền nát máu tươi rơi xuống nước có thể nói khủng bố như thế thiên tru cũng chỉ có lý thất dạ mới có thể cưỡng ép cướp đoạt tại đây trong một chớp mắt trích nguyệt tiên tử cũng đứng ở lý thất dạ bên người tại lý thất dạ cường thế vô địch che chở phía dưới nhưng nàng không thể bị thiên tru ảnh hưởng đồng thời cũng chính bởi vì sinh mệnh chi thủy trị liệu thương thế của nàng bằng không mà nói tại mang thiên tru chi tổn thương chịu tải thiên mệnh cái này sẽ tại trên người nàng lưu lại không cách nào trị liệu thương thế đúng cách cách lúc này lý thất dạ tiếp nhận thiên tru về sau thôi động thiên tru nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thiên tru đánh nát hư không, tại lý thất giả thôi động phía dưới, thiên tru trực tiếp oanh hướng thiên thần thư viện. Thiên tru oanh rồi, thiên thần thư viện người đều bị sợ đến nhảy dựng lên, còn tưởng rằng cái này thiên tru oanh phía dưới, sẽ đem thiên thần thư viện nổ nát đồng dạng. Nghe được đùng một thanh âm vang lên. Tại lý thất giả thôi động phía dưới, thiên tru vậy mà bổ vào sách miếu cái kia diện vách đá dựng đứng phía trên, trên thực tế, Thư trai cái kia diện vách đá dựng đứng đến bây giờ mới thôi đều yên nguyên bị thiên tru điên cuồng mà bổ đập vào, hơn nữa theo thiên tru bổ đánh chính là thời gian càng lâu, vách đá dựng đứng bên trên đạo văn càng ngày càng sáng ngời. Lúc này cái này một cổ thiên tru lại bổ vào vách đá dựng đứng phía trên, nghe được phanh, một thanh âm vang lên, hai cổ thiên tru hợp lưu, thiên tru lực lượng nháy mắt càng cường đại hơn, oanh, 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 nổ vang không ngừng bên tai. Tự như đại thế đều bị bổ ra đồng dạng, Cuối cùng là cái gì nham thạch? Tại thiên tru như thế điên cuồng công kích phía dưới đều có thể thừa nhận được, nhưng rất nhiều người đều vì đó nghi hoặc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại lý thất dạ vì nạn ngăn lại thiên tru thời điểm, trích nguyệt tiên tử cuối cùng đem 12 cái thiên mệnh dắt ra rồi, tại đây trong một chớp mắt, nàng mệnh cung mở rộng ra, muốn chịu tải thiên mệnh. Chứng kiến như vậy một mạng, hết thảy đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó ngừng lại rồi hô hấp. Bọn hắn sắp chứng kiến một cái kỳ tích đến. Chỉ sợ là một đạo 12 cái thiên mệnh tiên vương muốn ra đời rồi, duy nhất một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh kỳ tích muốn xuất hiện rồi. Phanh, ở này trong một chớp mắt, cuối cùng vẫn có một đầu thiên mệnh bạo phát nhất vô địch lực lượng, nghe được B.A.N.G. dê dê một tiếng nứt vỡ thanh âm vang lên, đại đạo pháp tắc nứt vỡ, cái này một đầu thiên mệnh đâm thoát khỏi cái này một đầu đại đạo pháp tắc táp khóa, nhảy mắt nhảy lên mà lên thét dài không ngớt, nháy mắt nhảy vào hư không, biến mất ở giữa bầu trời. Oanh, 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 một hồi nổ vang không ngừng bên tai. Tuy nhiên đào thoát một đầu thiên mệnh, nhưng là tại hỗn độn bên trong, trích nguyệt tiên tử rốt cục đã dung nạp 11 đầu thiên mệnh, mệnh cung sáng chói, khiến cho 11 đầu thiên mệnh trở về vị trí cũ. Ông, một thanh âm vang lên, lúc hết thảy hỗn độn biến mất thời điểm, trích nguyệt tiên tử toàn thân phúng dũng ra tiên vương hào quang, nàng tiên vương hào quang chiếu sáng lấy cửu thiên thập địa, chiếu sáng lấy thiên địa vạn vực. Tại đây nháy mắt, tiên vương chi uy như thủy triều bình thường cùng sạch kiêu hoành châu, tiên vương chi uy tràn ngập tại thập tam châu tầm đó. Đem làm trích nguyệt tiên tử mở ra tú mục thời điểm. Nàng tú mục diễn biến thiên địa, thôn nạp ngôi sao, nàng trong đôi mắt đẹp tự thành một cái thế giới, có thể ra đời đại thiên thế giới bình thường. Lúc này trích nguyệt tiên tử chính là một tôn cao cao tại thượng tiên vương. Bệ hạ, gặp trích nguyệt tiên tử chịu tải thiên mệnh, đăng lâm tiên vương, tiên vương chi uy tràn ngập tại cửu thiên thập địa, trấn nhiếp chư thần chúng đế, trong khoảng thời gian ngắn trong thiên địa vô số tu sĩ cường giả phục bái đầy đất, hô to một tiếng, bọn hắn hoanh phục đầy đất, kính sợ không gì sánh được. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, quản chi bọn hắn cách xa nghìn vạn dặm không cách nào chứng kiến trích nguyệt tiên tử trở thành tiên vương một mạng, không cách nào chứng kiến trích nguyệt tiên tử đế tư, nhưng là tại tiên vương chi uy phía dưới, bọn hắn đã chịu không được, đều nhao nhao quỳ lạy đầy đất bên trên. 11 đầu thiên mệnh tiên vương, một lần chịu tải, đây đã là kỳ tích rồi. Có tiên vương không khỏi thì thào nói. Như vậy kỳ tích không thể phục chế, thiên mệnh, còn là phân ba lượt chịu tải tốt nhất. Có đại đế như thế hạ khẳng định nói. Không hề nghi ngờ, Mọi người rốt cục minh bạch vì cái gì các đời đến nay đại đế tiên vương đều muốn đem thiên mệnh chia làm ba lượt chịu tải rồi. Bởi vì một lần chịu tải thiên mệnh, đó là sẽ đưa tới thiên tru. Mặc kệ loại phương pháp này phải hay là không thanh mộc thần đế sáng chế, tóm lại, chia làm ba lượt chịu tải thiên mệnh, đối với bất kỳ một cái nào đại đế tiên vương mà nói, loại phương pháp này đều là một loại tin mừng. Lại nói, trích nguyệt tiên tử chịu tải thiên mệnh phương pháp cũng không cách nào phục chế, Ngoại trừ nàng có khả năng có được tiên đạo thành lực lượng có thể cưỡng ép khóa lại 12 cái thiên mệnh bên ngoài Nếu là không có âm nha che chở, chỉ sợ trích nguyệt tiên tử cũng chịu không nổi thiên tru Chỉ sợ còn không có chịu tải thiên mệnh, cũng đã chết tại thiên tru phía dưới Có thể nói, trích nguyệt tiên tử có thế một hơi chịu tải 11 đầu thiên mệnh là ngoại trừ nàng bản thân đầy đủ cường đại bên ngoài Còn là bởi vì có âm nha che chở lấy nàng, nếu không, nàng cũng không có khả năng thành công Chương 2184, cười nói tiếng gió. Tiên vương ra đời, một cái kỳ tích, thập tam châu hết thảy đại đế tiên vương đều nhìn xem Trích Nguyệt tiên tử, lúc này bọn hắn cũng không biết nên như thế nào để hình dung giờ này khắc này cảm xúc tốt. Một hơi liền trở thành có được 11 đầu thiên mệnh tiên vương, đây thật là rung động nhân tâm, ít nhất bọn hắn những này đại đế tiên vương chưa từng có bái kiến như thế kỳ tích. Nhìn xem Trích Nguyệt tiên tử đã trở thành tiên vương, chịu tải 11 đầu thiên mệnh, lý thất dạ nhàn nhạt cười cười, cho dù không đứng tại tư nhân góc độ. Theo khách quan góc độ vì luận bình luận, trích nguyệt tiên tử đích thực là có tư cách trở thành tiên đế, tại cửu giới thời điểm tựu là như thế. Bất luận thiên phú, còn là luận nội tình, hay hoặc giả là thực lực, nàng tại thời đại kia cũng có thể cùng hồng thiên nữ đế một tranh giành cao thấp tồn tại, nàng là hồng thiên nữ đế tranh đoạt thiên mệnh cường đại nhất có đủ nhất tính chất uy hiếp đối thủ. Chỉ tiếc, nàng hết lần này tới lần khác là gặp được hồng thiên nữ đế, cái kia một cái bạc mệnh thiết kiên nữ tử, cái kia vĩnh viễn không sợ thua nữ tử, quản chi thua trận hết thảy đều yên nguyên dám lại lần nữa đầu bắt đầu nữ tử. Cuối cùng hồng thiên nữ đế đã trở thành tiên đế. Hôm nay đăng lâm thập tam châu, chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên vương, vậy cũng là đối với nàng năm đó một cái đền bù, lý thất già tự mình vì nàng áp trận, tự mình vì nàng hộ đạo, vậy cũng xem như đền bù năm đó khuyết điểm, cái này cũng đích thật là nàng cần phải lấy được. Cưỡng ép đoạt chi, chưa chắc là tốt, nếu có sơ xuất, chỉ sợ sẽ lưu lại bệnh kín. Lý thất giả dạ nhìn xem trích nguyệt tiên tử, từ từ nói. Trên thực tế, trích nguyệt tiên tử yên nguyên có thể chia làm ba lượt đến chịu tải thiên mệnh, có thể nói, quản chi nàng chia làm ba lượt chịu tải thiên mệnh. Yên nguyên có rất lớn tỷ lệ trở thành 12 cái thiên mệnh tiên vương như ba lượt đều là lý thất dạ vì nàng hộ đạo, kia chỉ sợ là khó có huyền niệm. Nhưng trích nguyệt tiên tử trước giờ đến đều là như vậy cuộc cường, tốt như vậy thắng, nam đế đã trước nàng một bước chịu tải thiên mệnh, hơn nữa còn là chịu tải bốn đầu nguyên mệnh, cho nên thật mạnh trích nguyệt tiên tử muốn tính toán một hơi chịu tải 12 cái thiên mệnh, một hơi nhường 12 cái thiên mệnh hợp nhất, cái này nhường nàng có thể ở 12 cái thiên mệnh trên đường đi được xa hơn, cũng đoạt trước người khác một bước đi được cao hơn. Đúng là bởi vì trích nguyệt tiên tử hiếu thắng như vậy, thiếu chút nữa nhường nàng lưu lại thiên tru xuất phạm, thiếu chút nữa đối với nàng tạo thành hủy diệt đã kích, bất luận nói như thế nào, cuối cùng nàng còn là chịu tải 11 đầu thiên mệnh, nàng vẫn là cơ hội trở thành 12 cái thiên mệnh tiên vương. Mắt mới gì tới ngươi? Một mực đều giếng nước yên tĩnh, một mực đều lãnh lãnh thanh thanh trích nguyệt tiên tử lúc này là lạnh lùng trừng mắt nhìn lý thất giả liếc, tại đây trong một chớp mắt, có một loại nói không nên lời phong tình, cái này nháy mắt phong tình nhổ động lòng người tiếng lòng cái này nháy mắt phong tình có quá nhiều ngôn ngữ nhưng không cần đi thuyết minh lý thất già lộ ra dáng tươi cười nói ra một phần vạn ngươi có một cái gì ngoại ý muốn đây chẳng phải là thiếu đi một cái người muốn chém ta nhân sinh quá mức vô địch đó là cỡ nào tịch mịch ngẫm lại còn có người muốn lấy mạng của ta muốn đem ta chém nhân sinh ít nhất vẫn có chút niệm tưởng còn có chút hy vọng không đến mức như vậy tịch mịch điềm nhiên vô sĩ trích nguyệt tiên tử lạnh lùng nói thần thái lạnh như băng nhưng là loại này lạnh như băng lộ ra có chút đông cứng là có như vậy ba phần rụt rè có cái này ba phần rụt rè vậy là đủ của ta vô sĩ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình lý thất dạ vừa cười vừa nói ngươi cũng không không phải không biết rõ của ta vô sĩ vô sĩ vậy cũng là nhân sinh một loại truy cầu ngươi nói đúng không nói đến đây Lý thất giả cười đến ôn nhu, cười đến là như vậy tự tại, như vậy bình tĩnh, thật giống như ngày xuân bên trong lười biến phơi nắng lấy thái dương, là thư thái như vậy, là như vậy thích ý. Đợi ta thành tựu 12 thiên mệnh, đang lâm đỉnh phong, nhất định chém ngươi. Đối với lý thất giả vô liêm sĩ, trích nguyệt tiên tử lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Thái mặt mày tầm đó, đã có không tầm thường phong tình. Ta chờ đây. Lý thất giả nở nụ cười, nhàn nhã nói, bằng hữu cũ tương kiến, luôn nói chém chém dết dết, đó là lớn cỡ nào sát phong tình cảm sự tình. Ta có tiên trà một bình, bảo nước một lọ, mà lại để cho chúng ta rỗi rảnh trước như thế nào? Nghĩ khá lắm. Trích nguyệt tiên tử vẫn là lạnh như băng đấy, vẫn là tích chữ như vàng, nhưng ở thời điểm này thanh âm của nàng nghe lại là dễ nghe như vậy, quản chi nàng là lạnh như vậy băng băng đấy, nhưng thanh âm nghe lại một chút cũng không lạnh, ấm nhập trái tim nhưng người cảm thấy mười phần thích ý. đương nhiên, cái này một phần thích ý cũng chỉ có Lý Thất Dạ có thể độc hưởng. Trích Nguyệt Tiên Tử hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ liếc, tùy theo phiêu nhiên mà đi, trong nháy mắt biến mất tại chân trời bên trong. Nhìn xem Trích Nguyệt Tiên Tử đi xa, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không giữ lại, nên đến thời điểm, thời cơ tự nhiên thành thục, thời gian dài đằng đẵng, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Cuối cùng. Lý thất dạ cũng cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua thiên tru oanh tại thư trai vách đá dựng đứng phía trên, nổ vang không ngớt, hắn cười cười, cũng tùy theo phiêu nhiên mà đi. Ở thế này, sẽ có hai vị 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương ra đời sau. Đem làm nhìn xem trích nguyệt tiên tử phiêu nhiên mà đi về sau, có tiên vương thần thái không khỏi vì đó ngưng trọng nói. Nam đế chịu tại bốn đầu nguyên mệnh, cái này nhường rất nhiều đại đế tiên vương đều coi được hắn, nếu như nam đế tiếp tục cố gắng, không đi công tác ao, đích thật là có cơ hội trở thành 12 cái thiên mệnh tiên vương, hơn nữa cơ hội rất lớn. Hiện tại lại toát ra một cái trích nguyệt tiên tử, một hơi chịu tải 11 đầu thiên mệnh, tuy nhiên nàng không thể thành công chịu tải 12 cái thiên mệnh. Đào tẩu một đầu thiên mệnh, cảnh này khiến nàng có được đem chịu tải thiên mệnh cơ hội gãy tách đi ra, vậy ý nghĩa nàng còn có thể lại làm hai lần nếm thử, một điều cuối cùng thiên mệnh, còn có hai lần cơ hội, tình huống như vậy phía dưới, chịu tải 12 cái thiên mệnh, như vậy tỷ lệ quả thực tự là lớn đến không thể lại lớn. Vậy thì ý nghĩa ở thế này rất có thể ra đời nhị vị có được 12 cái thiên mệnh tiên vương, hơn nữa hai vị tiên vương đều là bách tộc đấy, triển vọng như thế tương lai, nhường thần, mà, thiên tam tộc đại đế cũng không khỏi vì đó hít thở không thông. Thật sự đến tình trạng kia, vậy thật sự là quá kinh khủng, tăng thêm nhất dịp tiên tử, vậy ý nghĩa bách tộc đã có được ba vị mười hai cái thiên mệnh tiên vương đến đó một nơi bước bách tộc thực lực là kinh khủng cỡ nào trích nguyệt tiên tử kỳ tích nhưng rất nhiều đại đế tiên vương đã có một cái hoàn toàn mới cách nhìn cái này cho hết thảy đại đế tiên vương mở ra mặt khác một phiến môn hộ xem ra truyền thuyết có khả năng thật sự thanh mộc thần đế rất có thể là một hơi chịu tải mười hai cái thiên mệnh có cổ xưa địa vị cao đại đế không khỏi từ từ nói thế gian đại đế tiên vương cũng biết, đương thời chịu tải thiên mệnh, đều là phân chia thành ba lượt, hơn nữa phân chia thành ba lượt, tỷ lệ cũng là càng lớn. Tại lúc này thưởng thức phía dưới, nhiều người không có suy nghĩ qua duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh, nhưng hiện tại trích nguyệt tiên tử kỳ tích. Cái này nhường rất nhiều đại đế tiên vương không thể không đi nhìn thẳng vào vấn đề này. Về thanh mộc thần đế truyền thuyết, rất có thể thật sự, thật sự là hắn là có khả năng duy nhất một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh. Về phần về sau đại đế tiên vương chịu tải thiên mệnh bị phân chia vì ba lượt. Đây là do ai sáng tạo phương pháp, vậy không được biết, có lẽ có có thể là xuất từ ở thanh mộc thần đế chi thủ. Tóm lại, mặc kệ đây là ai nghĩ ra được phương pháp, có thể khẳng định chính là, chia làm ba lượt chịu tải thiên mệnh, cái kia rất có thể là dùng thiển đạo thiên đế với tư cách bắt đầu. Hiện tại lý thất dạ nhường trích nguyệt tiên tử thành công chịu tải 11 đầu thiên mệnh, cái này lại để cho đại đế tiên vương mở ra mặt khác một phiến môn hộ nếu như nói một hơi chỗ khống chế thiên mệnh vượt xa bốn đầu nói thí dụ như như trích nguyệt tiên tử như vậy một hơi túng hạ mười hai cái thiên mệnh sau đó chịu tải thiên mệnh người cùng thiên tru lẫn nhau tróc bông có lẽ tự ý nghĩa đây là một lần chịu tải thiên mệnh có thể vượt qua bốn đầu hơn nữa chịu tải thiên mệnh cơ hội có thể bị phân chia vì ba lượt mọi người cuối cùng minh bạch vì cái gì thiên mệnh thừa sẽ bị phân chia vì ba lượt, hơn nữa mỗi một lần tối đa chỉ có thể chịu tải bốn đầu, đó là bởi vì không có thiên tru. Nếu như nói, hiện tại chọn dùng một lần chịu tải thiên mệnh con số vượt qua bốn đầu, hơn nữa đem thiên tru tróc bong ra, nhưng chịu tải thiên mệnh cơ hội đồng thời phân chia thành ba lượt. vậy ý nghĩa tương lai cường giả càng có cơ hội chịu tải càng nhiều nửa thiên mệnh, trở thành cao hơn vị đại đế tiên vương, thậm chí có thể nói loại phương pháp này có thể ra đời càng nhiều nữa 12 thiên mệnh đại đế tiên vương. Cho nên, chứng kiến lý thất dạ dùng loại phương pháp này về sau, cái này cho rất nhiều đại đế tiên vương dẫn dắt, nhưng bọn hắn đều ra đời ý nghĩ như vậy. Nhưng là, bày ở trước mặt bọn họ chính là có hai cái khó khăn, một, tự là phải có cường đại đến trích nguyệt tiên tử loại tình trạng này thiên tài, bằng không mà nói, căn bản liền túng không nổi nhiều như vậy thiên mệnh. Có lẽ như thế đế loại này tuyệt thế thiên tài tại lúc còn trẻ có thực lực như vậy, có như vậy thiên phú, những cái khác thiên tài chỉ sợ là làm không được như trích nguyệt tiên tử như vậy duy nhất một lần túng hạ 12 cái thiên mệnh. Hai, thì là có người có thế tróc bông thiên tru, có thể ở thiên tru lắng xuống thời điểm, đem chịu tải thiên mệnh cơ hội hủy đi thành ba lượt, bằng không mà nói, một khi thiên tru hàng tại chịu tải thiên mệnh cường giả trên thân, hết thảy đã thành kết cục đã định, căn bản không có khả năng hủy đi thành ba lượt. Như vậy, vấn đề đã tới rồi. Người như thế nào mới có thực lực kia tróc bông thiên tru, đi chịu đựng như vậy thiên tru? Vấn đề như vậy, nhưng đại đế tiên vương đều là bó tay không cầm, coi như là đại đế tiên vương nguyện ý vì mình vãn bối hộ đạo, nhưng là không muốn đi cường khiên loại này thiên tru, đây là muốn mệnh kiếp nạn. Cho nên, cái này lại để cho hết thảy đại đế tiên vương trở về đến nguyên điểm, tất cả mọi người minh bạch, trích nguyệt tiên tử kỳ tích thì không cách nào phục chế đấy, thế gian không có cái thứ hai âm nha cho nên một ít địa vị cao cổ xưa đại đế cuối cùng minh bạch có lẽ năm đó thanh mộc thần đế phản chịu tải thiên mệnh cơ hội hủy đi thành ba lượt đó là dụng tâm lương khổ vì kẻ đến sau sáng tạo ra càng nhiều nữa cơ hội nhưng kẻ đến sau trở thành đại đế tiên vương độ khó hạ thấp rất nhiều cái này có thể là giả thiết mà thôi có địa vị cao tiên vương cũng cười khổ một cái lắc đầu biết rõ loại phương pháp này không thể thực hiện được trên thế gian tầm đó âm nha chỉ có một ai cũng phục chế không được cái này kỳ tích có lẽ thanh mộc thần đế có thể làm có đại đế không khỏi như thế mơ màng nói nếu như nói ai có thể phức tạp âm nha như vậy kỳ tích có lẽ thế gian còn có thể có một người làm được cái kia chính là thanh mộc thần đế nhưng là thanh mộc thần đế vô cùng thần bí thần long thấy đầu không thấy đuôi trên thế gian tầm đó không có mấy người bái kiến hắn cho dù hắn thật có thể phục chế như vậy kỳ tích, cũng không có ai có thể tìm được thanh mộc thần đế. Chương 2184, Đàm Tiếu Phong Thanh Tiên Vương ra đời, một cái kỳ tích, thập tam châu hết thảy đại đế Tiên Vương đều nhìn xem trích nguyệt tiên tử, lúc này bọn hắn cũng không biết nên như thế nào để hình dung giờ này khắc này cảm xúc tốt, một hơi liền trở thành có được 11 đầu thiên mệnh tiên vương, đây thật là rung động nhân tâm, ít nhất bọn hắn những này đại đế tiên vương chưa từng có bái kiến như thế kỳ tích. Nhìn xem Trích Nguyệt tiên tử đã trở thành tiên vương, chịu tải 11 đầu thiên mệnh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, cho dù không đứng tại tư nhân góc độ. Theo khách quan góc độ vì luận bình luận, Trích Nguyệt tiên tử đích thực là có tư cách trở thành tiên đế, tại cửu giới thời điểm tựu là như thế. Bất luận thiên phú còn là luận nội tình, hay hoặc giả là thực lực, nàng tại thời đại kia cũng có thể cùng hồng thiên nữ đế một tranh giành cao thấp tồn tại, nàng là hồng thiên nữ đế tranh đoạt thiên mệnh cường đại nhất có đủ nhất tính chất uy hiếp đối thủ. Chỉ tiếc, nàng hết lần này tới lần khác là gặp được hồng thiên nữ đế, cái kia một cái bạc mệnh thiết kiên nữ tử, cái kia vĩnh viễn không sợ thua nữ tử, quản chi thua trận hết thảy đều yên nguyên dám lại lần nữa đầu bắt đầu nữ tử. Cuối cùng hồng thiên nữ đế đã trở thành tiên đế hôm nay đăng lâm thập tam châu chịu tải thiên mệnh trở thành tiên vương vậy cũng là đối với nàng năm đó một cái đền bù lý thất giả tự mình vì nàng áp trận tự mình vì nàng hộ đạo vậy cũng xem như đền bù năm đó khuyết điểm cái này cũng đích thật là nàng cần phải lấy được cưỡng ép đoạt chi chưa chắc là tốt nếu có sơ xuất chỉ sợ sẽ lưu lại bệnh kín lý thất giả nhìn xem trích nguyệt tiên tử từ từ nói trên thực tế Trích Nguyệt Tiên Tử Yên Nguyên có thể chia làm ba lượt đến chịu tải thiên mệnh, có thể nói, quản chi nàng chia làm ba lượt chịu tải thiên mệnh. Yên Nguyên có rất lớn tỷ lệ trở thành 12 cái thiên mệnh tiên vương, như ba lượt đều là lý thất dạ vì nàng hộ đạo, kia chỉ sợ là khó có huyền niệm. Nhưng Trích Nguyệt Tiên Tử trước giờ đến đều là như vậy cuộc cường, tốt như vậy thắng, Nam Đế đã trước nàng một bước chịu tải thiên mệnh, hơn nữa còn là chịu tải bốn đầu nguyên mệnh, cho nên thật mạnh trích nguyệt tiên tử muốn tính toán một hơi chịu tải 12 cái thiên mệnh, một hơi nhường 12 cái thiên mệnh hợp nhất, cái này nhường nàng có thể ở 12 cái thiên mệnh trên đường đi được xa hơn, cũng đoạt trước người khác một bước đi được cao hơn. Đúng là bởi vì trích nguyệt tiên tử hiếu thắng như vậy, thiếu chút nữa nhường nàng lưu lại thiên tru xúc phạm, thiếu chút nữa đối với nàng tạo thành hủy diệt đã kích, bất luận nói như thế nào, cuối cùng nàng còn là chịu tải 11 đầu thiên mệnh, nàng vẫn là cơ hội trở thành 12 cái thiên mệnh tiên vương. Mắt mới gì tới ngươi? Một mực đều giếng nước yên tĩnh, một mực đều lãnh lãnh thanh thanh trích nguyệt tiên tử lúc này là lạnh lùng trừng mắt nhìn lý thất giả liếc, tại đây trong một chớp mắt, có một loại nói không nên lời phong tình, cái này nháy mắt phong tình, nhổ động lòng người tiếng lòng. Cái này nháy mắt phong tình, có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng không cần đi thuyết minh. Lý thất giả lộ ra dáng tươi cười, nói ra, một phần vạn ngươi có một cái gì ngoại ý muốn đây chẳng phải là thiếu đi một cái người muốn chém ta nhân sinh quá mức vô địch đó là cỡ nào tịch mịch ngẫm lại còn có người muốn lấy mạng của ta muốn đem ta chém nhân sinh ít nhất vẫn có chút niệm tưởng còn có chút hy vọng không đến mức như vậy tịch mịch điềm nhiên vô sĩ trích nguyệt tiên tử lạnh lùng nói thần thái lạnh như băng nhưng là loại này lạnh như băng lộ ra có chút đông cứng là có như vậy ba phần rụt rè có cái này ba phần rụt trè, vậy là đủ. Của ta vô sĩ, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Lý thất giả vừa cười vừa nói, ngươi cũng không không phải không biết rõ của ta vô sĩ, vô sĩ, vậy cũng là nhân sinh một loại truy cầu, ngươi nói đúng không? Nói đến đây, lý thất Dạ cười đến ôn nhu, cười đến là như vậy tự tại, như vậy bình tĩnh, thật giống như ngày xuân bên trong lười biến phơi nắng lấy thái dương, là thư thái như vậy, là như vậy thích ý đợi ta thành tựu 12 thiên mệnh, đăng lâm đỉnh phong, nhất định chém ngươi. Đối với lý thất Dạ vô liêm sĩ, trích nguyệt tiên tử lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Thái mặt mày tầm đó, đã có không tầm thường phong tình. Ta chờ đây. Lý thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói, bằng hữu cũ tương kiến, luôn nói chém chém dết dết, đó là lớn cỡ nào sát phong tình cảm sự tình. Ta có tiên trà một bình, bảo nước một lọ, mà lại để cho chúng ta rỗi rảnh trước như thế nào? Nghĩ khá lắm. Trích Nguyệt Tiên Tử vẫn là lạnh như băng đấy, vẫn là tích chữ như vàng, nhưng ở thời điểm này thanh âm của nàng nghe lại là dễ nghe như vậy, quản chi nàng là lạnh như vậy băng băng đấy, nhưng thanh âm nghe lại một chút cũng không lạnh, ấm nhập trái tim, nhưng người cảm thấy mười phần thích ý. Đương nhiên, cái này một phần thích ý cũng chỉ có lý thất dạ có thể độc hưởng. Trích Nguyệt Tiên Tử hung hăng trừng mắt nhìn lý thất dạ liếc, tùy theo phiêu nhiên mà đi, trong nháy mắt, biến mất tại chân trời bên trong. Nhìn xem trích nguyệt tiên tử đi xa, lý thất dạ cười nhạt một tiếng, cũng không giữ lại, nên đến thời điểm thời cơ tự nhiên thành thục, thời gian dài đằng đẵng hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Cuối cùng, lý thất dạ cũng cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua thiên tru oanh tại thư trai vách đá dựng đứng phía trên, nổ vang không ngớt, hắn cười cười, cũng tùy theo phiêu nhiên mà đi. Ở thế này, sẽ có hai vị mười hai cái thiên mệnh đại đế tiên vương ra đời sau đem làm nhìn xem trích nguyệt tiên tử phiêu nhiên mà đi về sau có tiên vương thần thái không khỏi vì đó ngưng trọng nói nam đế chịu tại bốn đầu nguyên mệnh cái này nhường rất nhiều đại đế tiên vương đều coi được hắn nếu như nam đế tiếp tục cố gắng không đi công tác ao đích thật là có cơ hội trở thành mười hai cái thiên mệnh tiên vương hơn nữa cơ hội rất lớn hiện tại lại toát ra một cái trích nguyệt tiên tử một hơi chịu tải 11 đầu thiên mệnh, tuy nhiên nàng không thể thành công chịu tải 12 cái thiên mệnh. Đào tẩu một đầu thiên mệnh, cảnh này khiến nàng có được đem chịu tải thiên mệnh cơ hội gãy tách đi ra, vậy ý nghĩa nàng còn có thể lại làm hai lần nếm thử, một điều cuối cùng thiên mệnh, còn có hai lần cơ hội, tình huống như vậy phía dưới, chịu tải 12 cái thiên mệnh, như vậy tỷ lệ quả thực tự là lớn đến không thể lại lớn. Vậy thì ý nghĩa ở thế này rất có thể ra đời nhị vị có được 12 cái thiên mệnh tiên vương, hơn nữa hai vị tiên vương đều là bách tộc đấy, triển vọng như thế tương lai, nhường thần, mà, thiên tam tộc đại đế cũng không khỏi vì đó hít thở không thông. Thật sự đến tình trạng kia, vậy thật sự là quá kinh khủng, tăng thêm nhất dịp tiên tử, vậy ý nghĩa bách tộc đã có được ba vị 12 cái thiên mệnh tiên vương, đến đó một nơi bước, bách tộc thực lực là kinh khủng cỡ nào. Trích Nguyệt Tiên Tử Kỳ Tích nhưng rất nhiều đại đế tiên vương đã có một cái hoàn toàn mới cách nhìn, cái này cho hết thảy đại đế tiên vương mở ra mặt khác một phiến môn hộ. Xem ra, truyền thuyết có khả năng thật sự, thanh mộc thần đế rất có thể là một hơi chịu tải 12 cái thiên mệnh. Có cổ xưa địa vị cao đại đế không khỏi từ từ nói. Thế gian đại đế tiên vương cũng biết, đương thời chịu tải thiên mệnh, đều là phân chia thành ba lượt, hơn nữa phân chia thành ba lượt, tỷ lệ cũng là càng lớn tại lúc này thưởng thức phía dưới, nhiều người không có suy nghĩ qua duy nhất một lần chịu tải thiên mệnh, nhưng hiện tại trích nguyệt tiên tử kỳ tích, cái này nhường rất nhiều đại đế tiên vương không thể không đi nhìn thẳng vào vấn đề này. Về thanh mộc thần đế truyền thuyết, rất có thể thật sự, thật sự là hắn là có khả năng duy nhất một lần chịu tải 12 cái thiên mệnh. Về phần về sau đại đế tiên vương chịu tải thiên mệnh bị phân chia vì ba lượt. Đây là do ai sáng tạo phương pháp, vậy không được biết, có lẽ có có thể là xuất từ ở thanh mộc thần đế chi thủ. Tóm lại, mặc kệ đây là ai nghĩ ra được phương pháp, có thể khẳng định chính là, chia làm ba lượt chịu tải thiên mệnh, cái kia rất có thể là dùng thiển đạo thiên đế với tư cách bắt đầu. Hiện tại lý thất dạ nhường trích nguyệt tiên tử thành công chịu tải 11 đầu thiên mệnh, cái này lại để cho đại đế tiên vương mở ra mặt khác một phiến môn hộ. Nếu như nói, một hơi chỗ khống chế thiên mệnh vượt xa bốn đầu, nói thí dụ như, như trích nguyệt tiên tử như vậy. Một hơi túng hạ 12 cái thiên mệnh, sau đó chịu tải thiên mệnh người cùng thiên tru lẫn nhau tróc bông, có lẽ tự ý nghĩa đây là một lần chịu tải thiên mệnh có thể vượt qua bốn đầu, hơn nữa chịu tải thiên mệnh cơ hội có thể bị phân chia vì ba lượt. Mọi người cuối cùng minh bạch, vì cái gì thiên mệnh thừa sẽ bị phân chia vì ba lượt, hơn nữa mỗi một lần tối đa chỉ có thể chịu tải bốn đầu, đó là bởi vì không có thiên tru. Nếu như nói, hiện tại chọn dùng một lần chịu tải thiên mệnh con số vượt qua bốn đầu, hơn nữa đem thiên tru tróc bông ra, nhưng chịu tải thiên mệnh cơ hội đồng thời phân chia thành ba lượt. Vậy ý nghĩa tương lai cường giả càng có cơ hội chịu tải càng nhiều nửa thiên mệnh, trở thành cao hơn vị đại đế tiên vương, thậm chí có thể nói, loại phương pháp này có thể ra đời càng nhiều nửa 12 thiên mệnh đại đế tiên vương. Cho nên, chứng kiến lý thất giả dùng loại phương pháp này về sau, cái này cho rất nhiều đại đế tiên vương dẫn dắt nhưng bọn hắn đều ra đời ý nghĩ như vậy. Nhưng là, bày ở trước mặt bọn họ chính là có hai cái khó khăn, một, tự là phải có cường đại đến trích nguyệt tiên tử loại tình trạng này thiên tài, bằng không mà nói, căn bản liền túng không nổi nhiều như vậy thiên mệnh. Có lẽ như thế đế loại này tuyệt thế thiên tài tại lúc còn trẻ có thực lực như vậy, có như vậy thiên phú, những cái khác thiên tài chỉ sợ là làm không được như trích nguyệt tiên tử như vậy duy nhất một lần túng hạ 12 cái thiên mệnh. Hai, thì là có người có thể tróc bông thiên tru, có thể ở thiên tru lắng xuống thời điểm, đem chịu tải thiên mệnh cơ hội hủy đi thành ba lượt, bằng không mà nói, một khi thiên tru hàng tại chịu tải thiên mệnh cường giả trên thân, hết thảy đã thành kết cục đã định, căn bản không có khả năng hủy đi thành ba lượt. Như vậy, vấn đề đã tới rồi. Người như thế nào mới có thực lực kia tróc bông thiên tru, đi chịu đựng như vậy thiên tru? Vấn đề như vậy, nhưng đại đế tiên vương đều là bó tay không cầm, coi như là đại đế tiên vương nguyện ý vì mình vãn bối hộ đạo nhưng là không muốn đi cường khiên loại này thiên tru đây là muốn mệnh kiếp nạn cho nên cái này lại để cho hết thảy đại đế tiên vương trở về đến nguyên điểm tất cả mọi người minh bạch trích nguyệt tiên tử kỳ tích thì không cách nào phục chế đấy thế gian không có cái thứ hai âm nha cho nên một ít địa vị cao cổ xưa đại đế cuối cùng minh bạch có lẽ năm đó thanh mộc thần đế phản chịu tải thiên mệnh cơ hội hủy đi thành ba lượt đó là dụng tâm lương khổ, vì kẻ đến sau sáng tạo ra càng nhiều nữa cơ hội, nhưng kẻ đến sau trở thành đại đế tiên vương độ khó hạ thấp rất nhiều. Cái này có thể là giả thiết mà thôi. Có địa vị cao tiên vương cũng cười khổ một cái, lắc đầu, biết rõ loại phương pháp này không thể thực hiện được, trên thế gian tầm đó âm nha chỉ có một, ai cũng phục chế không được cái này kỳ tích. Có lẽ thanh mộc thần đế có thể làm. Có đại đế không khỏi như thế mơ màng nói nếu như nói ai có thể phức tạp âm nha như vậy kỳ tích có lẽ thế gian còn có thể có một người làm được cái kia chính là thanh mộc thần đế nhưng là thanh mộc thần đế vô cùng thần bí thần long thấy đầu không thấy đuôi trên thế gian tầm đó không có mấy người bái kiến hắn cho dù hắn thật có thể phục chế như vậy kỳ tích cũng không có ai có thể tìm được thanh mộc thần đế Chương 2185, lên đường. Trích Nguyệt Tiên tử thành tựu Tiên vương, chịu tải 11 đầu thiên mệnh, có thể nói là rung động nhân tâm, rất nhiều đại đế tiên vương trong nội tâm đều bị như vậy kỳ tích vì đó chấn động. Chỉ kém một ít, nếu là 12 thiên mệnh hợp nhất, cái này sẽ trả lại thật sự trên đường đi được nhanh hơn. Có 12 cái thiên mệnh đại đế ánh mắt nhảy lên một chút, từ từ nói, nếu thật là một hơi chịu tải 12 cái thiên mệnh, đi thông quy chân trên đường chỉ sợ sẽ siêu việt tiền nhân, đi được nhanh hơn. Trích Nguyệt Tiên Tử không thể một hơi chịu tải 12 cái thiên mệnh. liền tại thế 12 thiên mệnh Đại Đế Tiên Vương Thoạt nhìn đều vì đó đáng tiếc, bởi vì con đường này bên trên biến thành không có có thể tham chiếu. Có đồng đại nói, một hơi chịu tải 12 cái thiên mệnh, 12 cái thiên mệnh hợp nhất, cái này sẽ trả lại thật sự trên đường đi được nhanh hơn, nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có người nhìn thấy qua có thế một hơi chịu tải 12 cái thiên mệnh người. Tuy nhiên đồn đã nói thanh mộc thần đế rất có thể là một hơi chịu tải 12 cái thiên mệnh, nhưng là thanh mộc thần đế không thấy rồi, mọi người không có biện pháp từ trên người thanh mộc thần đế đạt được tham chiếu. Trên thực tế, quản chi là đối với 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương mà nói, trả lại thực cái này một con đường trên, bọn họ đều là đang sợ tác đi về phía trước, còn không có một bộ nguyên vẹn hệ thống. Mặc dù nói ở phía trước Hỗn Nguyên Thiên Đế bọn hắn đều đã tiếp tục đi về phía trước, nhưng Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng tốt, Viêm Đế cũng thế, bọn hắn đều không có để lại nguyên vẹn có thể thực hiện hệ thống, hiện tại đối với thế Đế bọn hắn như vậy 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương mà nói, bọn họ cũng đều biết cái này một con đường, bọn hắn đều trả lại thực cái này một con đường bên trên lục lọi. Nhưng còn không có biện pháp hình thành một bộ nguyên vẹn hệ thống thậm chí có 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương đã từng hoài nghi tới, tại trước đây thật lâu, quy chân cái này một con đường đã có người đi ra đại đạo, sáng lập hệ thống, nhưng rất có thể sớm đã bị người lau không đi dấu vết, sớm đã bị người che đậy, bọn hắn những này hậu nhân chỉ có thể là tiếp tục vượt mọi trong gai, chỉ có thể là đang sờ tác lấy đi về phía trước mà thôi. Trích Nguyệt tiên tử chịu tải 11 đầu thiên mệnh, có lẽ có đại đế tiên vương ghen ghét nàng, nhưng đối với 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương mà nói, Bọn hắn không hề ghen ghét, bọn hắn ngược lại vì đó tiếc nuối, bởi vì trích nguyệt tiên tử chỉ kém một ít liền có thể một hơi chịu tải 12 cái thiên mệnh. Nếu như trích nguyệt tiên tử thật có thể chịu tải 12 cái thiên mệnh, 12 cái thiên mệnh quy nhất, vậy ý nghĩa trích nguyệt tiên tử có cơ hội trả lại chân đạo trên đường đi được nhanh hơn, nói không chừng có thể siêu việt bọn hắn những này 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương, cái này đem có thể khai phách một đầu hoàn toàn mới con đường. Nếu như tại đây đầu quy chân trên đường, thật sự có người ở phía trước khai thác một đầu mới con đường. Cái này sẽ cho bọn hắn những này 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương rất lớn dẫn dắt, cái này sẽ nhường bọn hắn trả lại chân đạo trên đường đi được nhanh hơn, có lẽ tương lai có một ngày có thể thành tiên đô không nhất định. Hiện tại trích nguyệt tiên tử thất bại, ngược lại nhường đi thông quy chân con đường biến thành càng thêm gian nan, thành tiên khả năng biến thành mê mang, biến thành xa xa viễn kỳ. Trích Nguyệt Tiên tử thất bại, đối với 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương mà nói, đích thật là một loại tiếc núi, mất đi một cái rất có tham chiếu giá trị điển hình. Trích Nguyệt Tiên tử đã trở thành tiên vương về sau. Tuy nhiên thập tam châu sôi trào một đoạn thời gian, cuối cùng còn là bình tĩnh trở lại, mọi người đều dốc lòng tu hành, đóng kín sơn môn, không hỏi thế sự. Thẳng đến thật lâu về sau, trong thư trai cái kia khối vách đá dựng đứng, đùng, một thanh âm vang lên thời điểm, lúc này mới kinh động đến một ít người. Theo đùng, một thanh âm vang lên, vách đá dựng đứng tự như mở ra đồng dạng. Trên thực tế, theo thiên tru hết ngày dài lại đêm thâu oanh kích, vách đá dựng đứng đã sớm thay đổi dáng dấp rồi, vách đá dựng đứng đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi rồi, trong đó đã là một cái môn hộ. Hướng môn hộ bên trong nhìn lại, đó là vô cùng mênh mông thiểm điện, vô cùng vô tận thiên lôi, tự hồ bên trong là một cái hủy diệt thế giới, bất luận cái gì sinh linh một khi đi vào, đều sẽ bị nháy mắt quanh được nát bấy. Như vậy một phiến môn hộ mở ra thời điểm, mênh mông thiểm điện thiên lôi nếu như sóng to gió lớn đồng dạng, tại môn hộ sau thế giới loạn choạng, tự hồ là điên cuồng mà tàn sát bừa bãi lấy cái cửa này hộ đằng sau thế giới. Đây cũng không phải là là một khối nham thạch. Cho tới nay đều có đại đế tiên vương chú ý một mạng này, dù sao có thể chịu tải thiên trung như thế điên cuồng công kích nham thạch, tuyệt đối là khả năng hấp dẫn đại đế tiên vương chú ý bây giờ nhìn đến vách đá dựng đứng biến mất hóa thành môn hộ đại đế tiên vương cũng đều đã minh bạch từ từ nói đây chẳng qua là một cái không gian tọa độ mà thôi thiên tru không phải nổ nát nó mà là cưỡng ép mở ra cái này cánh cửa vai mở ra đi thông một cái thế giới con đường đem làm môn hộ mở ra thời điểm ngồi xếp bằng ngộ đạo lý thất giả thoáng cái đứng lên từ từ nói nên lên đường thời điểm rồi thời cơ đã đến Lý thất dạ cũng chuẩn bị lên đường thời điểm rồi, hắn cùng với mọi người từng cái ông nói lời tạm biệt. Công tử, ngươi khi nào mới quay lại? Lý sương nhan các nàng chúng nữ tử không bỏ, nhưng các nàng cũng biết không ai có thể nhường hắn nhịp chân dừng lại, các nàng chỉ có thể là ngóng trong lý thất dạ trở về. Sẽ có một ngày như vậy đấy. Lý thất dạ cười cười, nhẹ nhàng vì bọn nàng xóa đi khóe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, nha đầu ngốc cái này cũng không phải sinh tử biệt ly, ta thì ra là đi đi liền trở lại. Hơn nữa, liền lão tạc thiên đều không thu được nhà của ngươi công tử gia, thế gian còn có ai có thể thu được công tử nhà ngươi, các ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở về là được. Cho dù chúng nữ tử không bỏ, cũng là nín khóc mà cười, cuối cùng đều vì lý thất giả dạ tuyển đưa. Từ biệt mọi người, lý thất giả dạ đạp không mà đi, nối thẳng hướng thiên thần thư viện. Tại lý thất giả dạ đạp không mà đi thời điểm, đường chân trời có một người nữ tử đứng ở nơi đó lãnh lãnh thanh thanh nàng là đưa mắt nhìn lý thất dạ đi xa đạp không lý thất dạ cũng quay đầu vừa nhìn đó là trích nguyệt tiên tử nàng đứng chân trời không có nói một câu cũng không nói gì một chữ chỉ là lãnh lãnh thanh thanh đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn lý thất dạ ta sẽ trở về lý thất dạ cười cười phất phất tay sau đó bước vào thiên thần thư viện mà trích nguyệt tiên tử đứng ở nơi đó, một câu cũng không nói, chỉ là đưa mắt nhìn lý thất dạ rời đi mà thôi, tự hồ nàng đã không cần thiết bất luận cái gì ngôn ngữ, bất luận cái gì ngôn ngữ tại bọn hắn tầm đó đều lộ ra dư thừa. Đứng ở thư trai, đứng ở môn hộ trước kia, lúc này thiên thần thư viện chư vị lão tổ đều đến tống hành, liền phi tiên đế tử đều phá lệ xuất thế, đến đây tiễn đưa. Giờ này khắc này, từng tôn đại đế tiên vương chầm chầm vào trước mắt một màn này, đặc biệt là địa vị cao đại đế tiên vương. Bọn hắn đều chờ mong lấy, có chút biết rõ nội tình đại đế tiên vương càng là sao bất luận kẻ nào đều vì đó chú ý. Có lẽ, thật sự có như vậy một cái thế giới. Biết rõ nội tình 11 đầu thiên mệnh đại đế không khỏi nhẹ nhàng mà nói ra. Những thứ khác đại đế tiên vương có lẽ không biết rõ âm nha đây là muốn làm gì, nhưng biết rõ nội tình đại đế tiên vương lại biết một ít người khác không cách nào biết đến bí mật đặc biệt là có được 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương, đối với âm nha lên đường càng thêm chú ý, bởi vì bọn hắn biết rõ, âm nha không chỉ là đi thông một thế giới khác. Đồng thời hắn lên đường cũng sẽ vì bọn hắn trả lại thật sự trên đường làm một cái chứng thực, tiên nhân. Chỉ có có được 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương mới hiểu được, trả lại thật sự trên đường hướng đi đỉnh phong, hoặc là có cơ hội có thế thành tiên, nhưng, thế gian không tiên, như vậy tại một cái không tồn tại trong thế giới có hay không tiên đâu này. Cho nên, có được 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương, như thế đế, như huyền đế, đều đối với âm nha lần đi này tràn ngập chờ mong, nếu như âm nha trở về, có lẽ bọn hắn liền có thể biết rõ có phải thật vậy hay không có tiên. Nếu quả thật có tiên, bọn hắn trả lại thực cái này một con đường bên trên còn là tràn đầy mục tiêu đấy, bọn hắn tiếp tục đi về phía trước có cường đại hơn động lực, nếu như không tiên, như vậy bọn hắn có lẽ đối với tương lai con đường tràn đầy quá nhiều không biết. Có lẽ cái này sắp mở ra chúng ta kỷ nguyên kỳ tích. Có 12 cái thiên mệnh đại đế từ từ nói. Trên thực tế, lúc này chầm chầm vào lý thất dạ đâu chỉ là 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương, làm sao dừng lại là thập tam châu đại đế tiên vương, trong bóng đêm cũng đồng dạng có người chầm chầm vào lý thất dạ Không tồn tại thế giới. Trong bóng đêm có cự đầu mật lẩm bẩm, như bọn hắn như vậy tồn tại, lúc lý thất dạ làm ra cử động lần này thời điểm, Bọn hắn trong nội tâm cũng lộ ra phức tạp. Tại trước kia, đối với như vậy một cái thế giới trong bóng tối cự đầu cũng từng thăm dò qua, nhưng bọn hắn đều không có cái kia cơ duyên, không có biện pháp đi nếm thử, đồng thời bọn hắn cũng không dám đơn giản đi mạo hiểm, bọn hắn không có nắm chắc cùng tin tưởng bước qua được đạo khảm kia, nếu như gây khó dễ, chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại âm nha vượt lên trước bọn hắn một bước, rốt cục muốn đi nếm thử truyền thuyết này trong thế giới thời điểm, bọn hắn cũng không biết thế nào tâm tính. Đương nhiên, theo ích kỷ góc độ mà nói, trong bóng tối cự đầu đương nhiên là hy vọng âm nha thất bại, chết thảm tại đó, vĩnh viễn không trở lại. Nếu như âm nha thật sự chết ở tại chỗ đó, hoặc là nói vĩnh viễn không trở lại, như vậy trong tương lai tận thế chi là lại có ai người có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn đâu này. Nhưng là, nếu như nói âm nha thật sự chết ở tại chỗ đó, hay hoặc giả là vĩnh viễn không trở lại như vậy bọn hắn mất đi một lần chứng thực cơ hội mất đi một lần đối với truyền thuyết này trong thế giới chỗ thăm dò cơ hội cho nên quản chi là đối với trong bóng tối cự đầu mà nói bọn hắn đã hy vọng lý thất giả dạ vĩnh viễn không trở lại tốt nhất chết tại đó đồng thời lại hy vọng âm nha có thể ở như vậy nếm thử cùng thăm dò trong khai thác một con đường cho bọn hắn có một cái nhảy khỏi cơ hội nên lên đường lý thất dạ nhìn xem môn hồ sau điện hải lôi trì thật sâu hô hít một hơi từ từ nói trân trọng đại nhân nguyện ngươi sớm ngày trở về lúc này phi tiên đế tử từ từ nói thập tam châu không thể không có ngươi tương lai con đường còn cần ngươi đi khai thác ta sẽ trở lại lý thất dạ lộ ra dáng tươi cười hướng chúng nhân nói đừng đón lấy quanh một tiếng vang thật lớn tại đây trong một chớp mắt hắn toàn thân huyết khí phúng dũng, vô địch chi uy nháy mắt tràn ngập. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều ổn định hô hấp, tất cả mọi người đều nhìn xem lý thất dạ, đại đế cũng tốt, tiên vương cũng thế, coi như là hắc ám cự đầu, cũng đồng dạng ổn định hô hấp. Tại thời khắc này, lý thất dạ quay đầu, lại nhìn thoáng qua cái thế giới này, nở nụ cười một chút, nói ra, gặp lại rồi, sẽ gặp lại đấy. Nói xong dứt khoát bước vào môn hộ bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại lý thất giả dạ bước vào môn hộ sau thế giới, thiên tru thẳng nện tới. Đó cũng không phải là cái gì thiểm điện thiên lôi, đó cũng không phải là một cổ thiên tru, toàn bộ thiên tru giống như là biến cả đồng dạng thẳng nện tới, muốn đem lý thất giả dạ cả người bao phủ. Chương 2186, Thiên Tru Hải Dương một bước vào đằng sau môn hộ thế giới, Lý Thất Giả dạ tự có chuẩn bị, huyết khí mênh mông vô cùng, đại đạo pháp tắc tuyệt thế vô song, cùng lúc đó Lý Thất Già, dạ, ông một thanh âm vang lên, mở ra phòng ngự, thi triển ra rồi thiên mệnh tinh thể, cái này có thể nói là thế gian cường đại nhất kinh khủng nhất phòng ngự rồi. Đùng, một tiếng, ngay tại Lý Thất Giả dạ mở ra phòng ngự nháy mắt, thiên tru như biển, thẳng vỗ vào Lý Thất Già dạ trên thân, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, thiên tru tuyệt sát phía dưới, lý thất dạ trên thân, thiên mệnh tinh thể, nháy mắt bị đập toái. Chứng kiến như vậy một màn, rất nhiều đại đế tiên vương đều hút một hơi hơi lạnh, bọn hắn biết rõ thiên mệnh tinh thể ý vị như thế nào, trên thế gian tầm đó có thể phá thiên mệnh tinh thể người đó là trải rác không có mấy, nhưng bây giờ lại bị thiên tru nháy mắt đập toái, cái này hạo như biển các thiên tru là kinh khủng cỡ nào. Cái này sợ sau bất luận cái gì một vị đại đế tiên vương chỗ kinh nghiệm thiên tru đều muốn khủng bố vài gấp trăm lần thậm chí là vài vạn lần. Nếu như khủng bố thiên tru hải dương vỗ mà đến, chỉ sợ không có bao nhiêu đại đế tiên vương có thể chịu đựng được. Rất nhiều đại đế tiên vương bị khủng bố như thế thiên tru đập ở bên trong, chỉ sợ sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Phốc, một thanh âm vang lên, thiên tru đập trúng lý thất dạ, máu tươi bắn tung tóe, càng chính xác ra, là máu tươi tăng vọt, thiên tru đập trúng lý thất dạ thân thể, lý thất dạ cả người bị thiên tru đánh xuyên qua, tự như là vô số mũi tên nhọn nháy mắt xuyên thấu lý thất giả thân thể đồng dạng, nháy mắt đem lý thất giả đánh thành cái sàn, thiên tru khủng bố như thế, đã không cách nào dùng bút mà tả hình dung rồi. Bao nhiêu đại đế tiên vương chứng kiến như vậy một màn. Đều vì đó sắc mặt đại biến, lý thất giả cường đại hơn nhiều đại đế tiên vương trong nội tâm đều tin tưởng đấy, trên thế gian tầm đó, không có mấy người mạnh hơn hắn lớn rồi. Tại như thế toàn thịnh trạng thái phía dưới, tại tứ đại tiên thể bộc phát trạng thái phía dưới, yên nguyên bị thiên tru đánh thành cái sàn, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Quản chi là hắc ám cự đầu chứng kiến như vậy một màn, đều giống nhau là đồng tử co rút lại, nếu là bọn họ có cái này cơ duyên đạp vào cái này không tồn tại thế giới, bọn hắn có thể không chịu đựng được nhắc đến khủng bố như thế thiên tru đâu này. Bọn hắn có thể không giữ được đi. Một mực đến cái kia không tồn tại thế giới mới thôi đâu này. Chứng kiến nháy mắt Lý Thất Dạ bị đánh thành cái sàn, Lý Sương Nhan các nàng cũng không khỏi kinh hô một tiếng, khẩn trương được các nàng cũng không khỏi bịt miệng lại gần. Khai mở, Lý Thất Dạ có chỗ phòng ngự, thét dài một tiếng, tại thiên tru lại một lần nữa vỗ tới thời điểm, Lý Thất Dạ 13 mệnh cung mở rộng ra, âm âm trên xuống, rủ xuống vạn đạo pháp tắc, cùng lúc đó, Lý Thất Dạ Thái Sơn Nguyên Mệnh đã hiển hiện, nghe được khen, khen, khen thanh âm vang lên, tam đại vòng xoáy cùng 12 đạo pháp tắc rũ xuống mà xuống. Nháy mắt đang vào, hình như là đang vào thành một kiện chiến y bình thường, hoàn toàn bao trùm tại lý thất giả trên thân. Cái này nhường lý thất giả thoạt nhìn hình như là mặc vào một kiện vô thường chiến y, thế gian không có gì có thể phá, không kiên có thể bẻ. Cùng lúc đó, lý thất giả phủ thêm này kiện da người, da người nguyên vẹn tròn tại lý thất giả trên thân, đem lý thất giả cả người bao trùm ở rồi. Cuối cùng mới là vạn đạo pháp tắc trụ xuống, hỗn độn tràn ngập, đem Lý Thất Dạ cả người chặt chẽ bao vây lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ tự như bị cự kén bao vây ở đồng dạng. Đùng, 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 điên cuồng phát thanh âm vang lên, chỉ thấy Thiên Tru điên cuồng mà phát tại Lý Thất Dạ trên thân, đánh xuyên qua hỗn độn, nát bấy pháp tắc. Điên cuồng không gì sánh được cuộc lấy Lý Thất Dạ, tự hồ muốn đem Lý Thất Dạ đánh thành bột mịn đồng dạng. Nếu như khủng bố điên cùng thiên tru quật tại lý thất dạ trên thân, nhưng bất luận kẻ nào chứng kiến khủng bố như thế một màn cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc, quản chi là 12 thiên mệnh đại đế tiên vương, chỉ sợ cũng không cách nào chịu đựng được như thế điên cùng thiên tru, tại lúc này thiên tru trong hải dương. 12 thiên mệnh đại đế tiên vương cũng tốt, hắc ám cự đầu cũng thế, chỉ sợ đều kiên trì không được bao lâu, chớ nói chi là kiên trì chống đỡ tại cái đó không tồn tại thế giới. Oanh, cuối cùng, thiên tru như sóng to gió lớn bình thường, sóng lớn cao cao nhất lên, đem dường như cự kén đồng dạng lý thất giả dạ vén đến mênh mông biển lớn bên trong, nhấc lên vào phong bạo chỗ càng sâu, trong nháy mắt, lý thất Dạ giống như là trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền lá nhỏ, biến mất tại hải dương trong bão tố. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lý thất giả dạ biến mất tại sóng to gió lớn bình thường thiên tru trong hải dương. Mọi người trong nội tâm cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đã rơi vào loại này thiên tru trong hải dương, còn có thể sống được đến cái kia không tồn tại thế giới kia giới sao? Hoặc là còn có thể sống được trở về sao? Đem làm lý thất giả biến mất tại thiên tru bạo phong hải dương bên trong thời điểm, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia môn hộ từng tất vỡ vụn, cuối cùng toàn bộ môn hộ nứt vỡ thành bột mịn, lúc bột mịn phiêu tán mà đi thời điểm, cái kia bạo phong hải dương bình thường thiên tru thế giới cũng từ đây biến mất. Môn hộ nứt vỡ, không có để lại bất luận cái gì dấu vết, không có để lại bất kỳ vật gì, tự như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, tự hồ vừa mới cái kia chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần. Có hắc ám cự đầu chứng kiến môn hồ tọa độ nứt vỡ thành bột mịn, không khỏi vì đó tiếc nuối đáng tiếc, bởi vì về sau muốn lại trèo lên cái này không tồn tại thế giới, vậy càng khó khăn rồi, trừ phi bọn hắn có thể lại tìm ra cái thứ hai như vậy tọa độ rồi. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết rõ âm nha đến tột cùng là dùng thế nào phương pháp tìm được cái này tọa độ đấy bọn hắn cũng không biết rõ âm nha đến tột cùng là đi như thế nào phân biệt rõ đấy lý thất giả biến mất tại thiên tru thế giới về sau thập tam châu lần nữa chìm vào yên tĩnh đại đế tiên vương đều không có lộ diện thậm chí là thượng thần đều không xuất phát từ thế về phần hắc ám cự đầu cũng là lặng yên im ắng nhưng là theo một năm rồi lại một năm đi qua âm nha vẫn là vô thanh vô tức, tự như từ nay về sau trên thế gian biến mất đồng dạng, vậy thì nhường có trong lòng người mừng thầm rồi. Âm nha nếu quả thật chính là chết ở tại chỗ đó, hoặc là vĩnh viễn về không được. Như vậy tương lai tự là thuộc về bọn hắn thời đại, chỉ có bọn hắn mới có thể chúa tể thập tam châu, chỉ có bọn hắn mới có thể chúa tể cái này kỷ nguyên. Chúng ta thời đại sắp đến, chúng ta chắc chắn giáng lâm, cái này kỷ nguyên thuộc về chúng ta, những người khác, cái kia chẳng qua là cái này kỷ nguyên khách qua đường mà thôi, chúng ta mới là cái này kỷ nguyên chân chính chúa tể. Trong hắc ám, có người mật lẩm bẩm nói: Có lẽ nên chúng ta chúa tể thời điểm rồi, thế gian vạn tộc vậy cũng bất quá là chúng ta nô dịch hạ nô lệ mà thôi. Tại càng xa xôi chỗ càng sâu địa phương, có người hai mắt sáng ngời, lộ ra đáng sợ không gì sánh được hào quang. Ở thời điểm này, bọn hắn đã trục trịch bọn hắn đã ẩn núp trăm ngàn vạn năm lâu rồi, âm nha biến mất, bọn hắn đã có chút kiềm chế không được. Âm nha, ngươi nhưng là phải trở về mới tốt, nếu không, dùng không được bao lâu, đại thế nhất định một mảnh kêu trên, thập tam châu chắc chắn là vạn kiếp bất phục. Cũng có canh gác lấy thập tam châu tồn tại đã cảm nhận được có người rụt trịch, không khỏi vì đó lo lắng lo lắng. Tự trong bóng đêm có người rụt trịch thời điểm, ngay tại có canh gác người lo lắng lo lắng thời điểm tại rất nhiều năm về sau, đột nhiên trời giáng dị tượng, đột nhiên phía dưới, thiên hạ đại biến. Tại thiên tru trong hải dương, đùng, đùng, đùng. Vô cùng vô tận thiểm điện thiên lôi bên trong không dứt bên tai, vô số thiên tru giống như là sóng to gió lớn đồng dạng điên cuồng phát tại lý thất giả dạ trên thân, tự hồ muốn đem lý thất giả dạ phá tan thành từng mảnh đồng dạng. Nhưng là, lý thất giả dạ thiên địa vạn đạo chặt chẽ thủ hộ lấy hắn, lúc lý thất giả thiên địa vạn đạo một lần lại một lần bị thiên tru nổ nát về sau, hỗn độn khí yên nguyên phúng dũng, hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc lại bắt đầu ra đời. Tại đây hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc phía dưới, lại bắt đầu đang vào, lại một lần nữa choàn tại lý thất giả trên thân, lại một lần nữa thủ hộ lấy lý thất giả, nhưng lại lại một lần nữa bị khủng bố thiên tru lấy được nát bấy. Mặc dù là như thế, nhưng lý thất giả thiên địa vạn đạo yên nguyên một lần lại một lần diễn biến, mỗi một lần diễn biến, mỗi một lần hủy diệt, mỗi một lần trọng sinh. Đều khiến cho lý thất giả thiên địa vạn đạo biến thành càng cường đại hơn, biến thành càng thêm tinh tiến. Nếu như chỉ là dựa vào lý thất giả thiên địa vạn đạo, còn là yên nguyên không cách nào che chở lý thất giả đấy, đem làm lý thất giả thiên địa vạn đạo bị thiên tru sóng to gió lớn đập toái về sau. Choàn tại lý thất giả trên thân gia người cùng thái sơn nguyên mệnh là chặt chẽ che chở lý thất giả, đây là thế gian cường đại nhất phòng ngự, nếu như cái này hai tầng phòng ngự đều bị đục lỗ mà nói, như vậy thế gian không có gì còn có thể đỡ nổi loại uy lực này rồi. Không phải không thừa nhận, Thiên Tru Hải Dương thật sự là quá kinh khủng, tại lý thất giả dạ phiêu bạc tại Thiên Tru trong Hải Dương lúc, theo Thiên Tru vô cùng vô tận rút thăm được tại lý thất giả dạ trên thân. Choàng tại trên người hắn gia người cũng bắt đầu xuất hiện phá động, vô cùng vô tận Thiên Tru đánh thủng gia người. Phải biết, lý thất giả cái này trương gia người chính là từ trên người luân hồi hoang tổ đoạt lấy đến đấy truyền thuyết là tiên nhân thuế hạ gia tuy nhiên phải hay là không giả không người sao biết được nhưng là nó cứng cỏi là không thể nghi ngờ đấy nhưng là tại đây thiên tru trong hải dương tại thiên tru điên cùng cuộc phía dưới cuối cùng còn là đánh thủng cái này trương gia người cái này may mắn tại gia người phía dưới lý thất giả toàn bộ tại thái sơn nguyên mệnh bao trùm bên trong thái sơ nguyên mệnh giống như là một kiện chiến giáp đồng dạng một mực mà đem lý thất giả khóa lại bên trong. Đây cũng là lý thất giả lớn nhất nội tình, đây cũng là lý thất giả cường đại nhất phòng ngự, có thể nói đến cuối cùng, hắn còn phải dựa vào thái sơ nguyên mệnh đến sống qua cái này thiên tru hải dương, chỉ bằng vào hắn thiên địa vạn đạo cùng gia người còn là không cách nào đẩy lên đi qua đấy. Đương nhiên, nếu như ngay cả thái sơ nguyên mệnh đều có thể bị đục lỗ mà nói, loại này sắc bén, chỉ sợ thế gian không có gì có thể chống đỡ được rồi dù sao trên thế gian tầm đó còn có cái gì có thể cùng thái sơn nguyên mệnh so sánh với nếu như thái sơn nguyên mệnh không phải như thế nghịch thiên như thế khủng bố năm đó tiên ma động trường sinh tiêu thị tự cũng không tìm kiếm nó đây chính là đã từng mấy cái kỷ nguyên chúa tể đều vì đó thèm thuồng đồ vật chỉ có điều cho tới nay tất cả mọi người không có tìm được mà thôi muốn đăng lâm cái này không tồn tại thế giới ở đâu có như vậy chuyện dễ dàng, nếu như muốn bằng bản lãnh của mình leo lên cái thế giới này, cũng chỉ có kỷ nguyên chúa tể mới có khả năng này, hắn sự hiện hữu của hắn, chỉ sợ là nhìn không quá thiên tru hải dương, cường đại trở lại tồn tại cũng có thể chết thảm tại đây thiên tru trong hải dương. Bằng lý thất giả hiện tại đạo hạnh, cũng không cách nào cưỡng ép chịu đựng được thiên tru hải dương oanh sát, hắn dám đến cưỡng ép đăng lâm cái này không tồn tại thế giới, trừ hắn ra có đủ loại hậu thủ, gia người bên ngoài, hắn lớn nhất dựa vào tựu là Thái Sơn Nguyên Mệnh rồi. Chương 2187, cái kia trái trứng chạy. Oanh, oanh, oanh. Nổ vang không ngừng bên tai, tại lúc này thế giới tầm đó ngoại trừ cái này nổ vang thanh âm bên ngoài, không còn có hắn thanh âm của hắn rồi. Đây là một cái tử vong thế giới, chân chính tử vong thế giới, tại lúc này một cái thế giới bên trong đại đế tiên vương cũng tốt hắc ám cự đầu cũng thế một khi đã rơi vào trong đó tự là vạn kiếp bất phục liền từ này tan thành mây khói tại lúc này thiên tru trong hải dương ngoài trường ngày qua ngày như sóng to gió lớn thiên tru bên ngoài không còn có mấy đồ vật khác rồi cũng không có bất kỳ sinh linh trên thực tế bất luận cái gì sinh linh trong cái thế giới này đều không thể sinh tồn tại lúc này thiên tru trong hải dương Lý thất dạ tại trong sợ hãi tột cùng phiêu bạc lấy, mặc dù nói tại cự kén bên trong lý thất dạ theo sóng to gió lớn phiêu bạc, xem ra giống như là chẳng có mục đích bình thường. Trên thực tế, đầu lâu của hắn một mực hướng phía một cái phương hướng phiêu bạc, tự hồ, đó là xa xôi bỉ ngạn, tự hồ đó là xa xôi thế giới. Mà lý thất dạ ở thời điểm này, đầu lâu của hắn giống như là kim chỉ nam đồng dạng, thân thể bất luận là thế nào quay cuồng, thiên tru sống to gió lớn bất luận là thế nào đem hắn lật tung đến trên bầu trời. Đầu lâu của hắn chỗ chỉ phương hướng đều là không thay đổi đấy, cho nên, bất luận lý thất dạ một mực như thế nào phiêu bạc, bất luận là thiên tru hải dương đem cả người hắn ném được như thế nào cao, nhưng lý thất dạ thủy chung đều là hướng đầu của hắn chỗ chỉ phương hướng phiêu bạc mà đi. Tại cự kén bên trong, lý thất dạ đã là lâm vào ngủ say, cái này không là chính bản thân hắn chủ động lâm vào ngủ say, hắn là bị động đất sụt vào ngủ say tại loại này thiên tru trong hải dương quản chi cường đại trở lại tồn tại thường thường cũng là thân bất do kỹ chỉ có điều lý thất giả có gia người cùng thái sơn nguyên mệnh che chở coi như là hắn lâm vào trong lúc ngủ say cũng là không sao cả đối với hắn ảnh hưởng không lớn tại đây thiên tru trong hải dương không có nhật nguyệt không có mặt trời mọc mặt trăng lặng càng là không có thời gian khái niệm vạn năm như một ngày một ngày như vạn năm tuyên cổ trường tồn, tại đây đã là nhảy thoát khỏi tam giới luân hồi, tại đây đã nhảy thoát khỏi dòng sông thời gian, tại đây đã nhảy thoát khỏi thiên địa phạm trù, ở chỗ này, đã cùng thế giới bên ngoài không có chút nào liên hệ rồi. Tại lúc này sóng to gió lớn thiên tru thế giới bên trong. Không có bất kỳ sinh mệnh, ngoài trừ trong thiên tru phiêu bạc lấy lý thất giả bên ngoài, không có bất kỳ sinh mệnh, không có bất kỳ tồn tại có thể tại lúc này một cái trong thế giới tồn tại, coi như là truyền thuyết kỷ nguyên chúa tể, đều khó có khả năng sinh tồn tại lúc này trong thế giới. Nhưng lời này cũng không nhất định là hoàn toàn chính xác, cái này nói cũng có có thể là quá mức tuyệt đối. Ngay tại Lý Thất Dạ phiêu bạc thời điểm, có một điểm hào quang đang nháy động. Tại ngay từ đầu, điểm ấy hào quang là lóe lên lóe lên đấy, không ai có thể chú ý. Trên thực tế cái thế giới này ngoại trừ Lý Thất Dạ, cũng không có người nào mà Lý Thất Dạ lâm vào ngủ say hắn cũng chú ý không đến cái này lóe lên lóe lên hào quang. Ngay từ đầu, có lẽ sẽ nhường người cho rằng cái này lóe lên lóe lên hào quang cái kia chỉ là thiên tru thiểm điện một sợi điện quang mà thôi, trên thực tế không phải. Điểm này hào quang lóe lên lóe lên đấy, bất luận là lý thất giả phiêu bạc tại bình tĩnh thiên tru hải dương bên trên thời điểm, còn là lý thất giả bị sóng to gió lớn thiên tru nhất lên lên, lên thiên không thời điểm, điểm này hào quang đều trong đó lóe lên lóe lên đấy. Ngay từ đầu, cũng khả năng sẽ để cho người cảm thấy là ngẫu nhiên. Nhưng là, thời gian dài điểm ấy lóe lên lóe lên hào quang lại một mực đều tồn tại, hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là nó cùng lý thất giả dạ vẫn duy trì một khoảng cách, tự hồ theo một loại đoạn lộ trình bắt đầu, nó mà bắt đầu đuổi kịp lý thất dạ. Điểm này lóe lên lóe lên hào quang bắt đầu đuổi kịp lý thất giả dạ về sau, bất luận lý thất giả dạ phiêu bạc ở đâu, nó đều yên nguyên đi theo, lý thất dạ bị vén đến trên trời cũng tốt, bị chìm vào trong hải dương cũng thế, nó đều tại đi theo, đi theo lý thất dạ đằng sau, bảo trì khoảng cách nhất định. Chậm rãi, điểm ấy lóe lên lóe lên hào quang cùng được lý thất dạ càng ngày càng gần. Lúc gần tới trình độ nhất định về sau, mới có thể nhường người phát hiện, cái kia cũng không phải điểm hào quang, bởi vì tại thiên tru hải dương phía dưới có gần sóng nhộn nhạo, tự hồ có đồ vật gì đó lặng trong thiên tru đồng dạng. Đây quả thực tự là chuyện không thể nào, nếu có bất luận kẻ nào chứng kiến như vậy một màn nhất định sẽ khiếp sợ, không muốn nói là đại đế tiên vương, hắc ám cự đầu, quản chi là kỷ nguyên chúa tể có thể chứng kiến như vậy một màn cũng đồng dạng sẽ bị triệt để chấn kinh. Bởi vì đây tuyệt đối chuyện không thể nào, tại đây thiên tru trong hải dương. Bất luận cái gì đồ đạc, bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng tồn tại, bất luận cái gì đồ đạc, bất luận cái gì sinh linh tại lúc này thiên tru hải dương uy lực phía dưới, đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng ở thời điểm này, đích thật là có một kiện đồ vật trong thiên tru lặng lấy, nó cứ như vậy vô thanh vô tức lặng trong thiên tru, vô thanh vô tức theo sát tại lý thất dạ sau lưng. Ngay từ đầu, lý thất dạ cũng không phát giác, bởi vì hắn lâm vào ngủ say, huống chi, cái này lặng trong thiên tru đồ vật là vô thanh vô tức, căn bản liền để cho người không cách nào phát giác, nếu như nó không phải một mực đều đi theo sau lý thất dạ, tuyệt đối không có khả năng nhường người lưu ý đến tự hồ nó có thể tại thiên tru trong hải dương qua lại tự do có thể làm được vô thanh vô tức chỉ cần nó nguyện ý tự hồ không có bất kỳ người nào có thể phát hiện nó nhưng thời gian dài ngủ say lý thất giả dạ bắt đầu tỉnh giác rồi hắn bắt đầu có phát hiện ngay từ đầu lý thất giả dạ cũng không phải phát hiện đi theo sau hắn cái kia như hào quang lóe lên lóe lên đồ vật mà là hắn mệnh cung bên trong có đồ đạt phản ứng rất kịch liệt cái này phản ứng rất kịch liệt đồ vật đúng là lý thất giả dạ, cái kia khỏa tinh thần vạn vật đảng. Cái này khỏa tinh thần vạn vật đảng là ngay từ đầu lý thất giả dạ là tại tẩy nhang cổ phái tàn bảo các lấy được. Về phần tẩy nhang cổ phái các lão tổ là từ đâu đạt được cái này đồ vật, tự không được biết rồi. Về sau trong thiên cổ thi địa cái này khỏa tinh thần vạn vật đảng uống xong đại lượng tinh thần vạn vật thủy, nó tồn tại ở lý thất giả dạ thứ 13 mệnh cung bên trong, Lý thất dạ dùng huyết khí hàm dưỡng nó thật lâu thật lâu, nhưng một mực đều không có quá nhiều biểu hiện. Thậm chí năm đó ở cơ giới thời điểm, Lý thất dạ theo cơ giới thấp lão nhân trong tay lấy được cái kia khỏa thời gian đà cũng cho tinh thần vạn vật đảng, về sau tinh thần vạn vật đảng một mực tồn tại ở Lý thất dạ 13 mệnh cung bên trong. Không có gì biến hóa. Nhưng hiện tại bỗng nhiên ngay lúc đó, cái này khỏa tinh thần vạn vật đảng thoáng cái kịch liệt nhảy lên, khấu động lên Lý thất dạ mệnh cung, tự hồ là muốn đem lý thất giả đánh thức đồng dạng. Tinh thần vạn vật đảng vẫn luôn là rất nặng tịch, có thể nói chỉ có một lần không vắng lặng cái kia tựu là tại cơ giới thời điểm, hiện tại bỗng nhiên ngay lúc đó nó biến thành hết sức kích động, mười phần kịch liệt, một lần lại một lần khấu động lên lý thất giả thứ 13 mệnh cung. Tại tinh thần vạn vật đảng một lần lại một lần kịch liệt không gì sánh được khấu động. Rốt cục đánh thức lý thất giả, lý thất giả theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tinh thần vạn vật đảng tại đại lực gõ lấy lý thất giả thứ 13 mệnh cung, nó đây là muốn theo lý thất giả 13 mệnh cung trong đi ra. Ông, một thanh âm vang lên, lý thất giả mở ra 13 mệnh cung, hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, nghe được phốc thông, một thanh âm vang lên, tinh thần vạn vật đảng nhảy vào thiên tru trong hải dương. Có cái gì ở này trong một chớp mắt, lý thất giả thoáng cái thức tỉnh tới, tại thời khắc này lý thất dạ cũng phát hiện sau lưng có cái gì đi theo tại lóe lên lóe lên nhúc nhích hào quang đây chẳng qua là một điểm rất nhỏ hào quang mà thôi lý thất dạ còn phản ứng không kịp nữa nghe được rầm ào ào một tiếng tinh thần vạn vật đảng thoáng cái tiềm nhập thiên tru bên trong tựa như cá nhập biến cả động dạng lý thất dạ còn chưa kịp làm tin tường chuyện này chân tướng thời điểm tinh thần vạn vật đảng cùng điểm này lóe lên lóe lên hào quang tại trong nháy mắt liền biến mất ở thiên tru hải dương ở trong chỗ sâu. Cái này cũng không biết rõ là tinh thần vạn vật đảng tại đuổi theo điểm này lóe lên lóe lên hào quang, còn là bởi vì điểm này lóe lên lóe lên hào quang ngậm trong mồm đi tinh thần vạn vật đảng. Tóm lại, tại đây trong một chớp mắt, tinh thần vạn vật đảng cứ như vậy biến mất không thấy. Chơi đem làm lý thất và kịp phản ứng thời điểm, cái kia hết thảy đều đã đã muộn, hắn căn bản không kịp đem tinh thần vạn vật đảng bắt trở lại, nó tự cùng cái kia lóe lên lóe lên hào quang biến mất, cứ như vậy gà bay trứng vỡ, đi theo hắn thật lâu thật lâu tinh thần vạn vật đảng cứ như vậy biến mất không thấy. Lão tử đây là nuôi không ngươi rồi, nuôi ngươi vô số năm, lại cho ngươi thời gian đà, hiện tại ngược lại tốt, thoáng cái bỏ trốn mất dạng. Lý thất dạ không khỏi cười khổ nói. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn, bởi vì tinh thần vạn vật đảng cùng điểm này lóe lên lóe lên hào quang đã không biết rõ biến mất tại ở đâu, cho dù lý thất dạ muốn tìm kiếm, vậy cũng không bao giờ nữa khả năng tìm kiếm trở về rồi. Lúc này lý thất dạ cũng thân bất do kỹ, chậm rãi, hắn lại bắt đầu lâm vào ngủ say, về phần cái kia một khóa tinh thần vạn vật đảng, lý thất dạ cũng không hề đi đa tưởng rồi, nên thuộc về hắn đấy, cuối cùng sẽ thuộc về hắn. Dù sao hắn tại thứ 13 mệnh cung bên trong hàm dưỡng tinh thần vạn vật đảng lâu như vậy, đã sớm lưu lại 13 mệnh cung lạc ấn. Đây là độc nhất vô nhị ấn ký, thì không cách nào phai mờ ấn ký. Những thứ khác lạc ấn có lẽ có phương pháp gì có thể phai mờ, hoặc là tại thời gian trường hạ bên trong sẽ nhạt nhòa, nhưng là 13 mệnh cung lạc ấn đó là độc nhất vô nhị, đó là tuyệt thế vô song, tinh thần vạn vật đảng có lưu 13 mệnh cung lạc ấn, đó là vĩnh viễn không thể xóa nhòa, chỉ cần tinh thần vạn vật đảng còn tại, như vậy cái này lạc ấn tựu y nguyên còn tại lâm vào ngủ say lý thất dạ chậm rãi theo thiên tru phiêu bạc ngày qua ngày lúc phục nhất thời trong này không có thời gian trôi qua quản chi trăm ngàn vạn năm vậy cũng như một trôi qua gian không có bất kỳ thời gian trôi qua cảm giác đang nhìn bắt đầu chẳng có mục đích phiêu bạc bên trong chậm rãi thiên tru càng ngày càng yếu thiên tru hải dương càng ngày càng thiển theo phiêu bạc được càng ngày càng lâu cuối cùng thiên tru chậm rãi biến mất chỉ là hóa thành từng sợi điện quang mà thôi cũng không biết rõ phiêu bạc bao lâu, rốt cục trong lúc ngủ say lý thất dạ phiêu bạc ra thiên tru hải dương, từ nơi vô cùng vô tận thiên tru nhìn tới. Đem làm ở thời điểm này lần nữa quay đầu thời điểm, mới có thể chứng kiến thiên tru hải dương đã bị xa xa lắc tại sau lưng rồi. Lý thất giả sống qua thiên tru hải dương về sau. Phiêu bạc ra thiên tru thế giới, vậy mà phiêu bạc vào một mảnh trong hư không, tại đây phiến trong hư không, một mảnh hư vô, không có nhật nguyệt tinh thần, không có người thiên địa vạn vật, trong này vẫn là một mảnh tĩnh mịch, mười phần yên tĩnh, tự hồ từ nơi này bắt đầu muốn bước vào đừng bên ngoài một cái thế giới đồng dạng. Chương 2188, ba ảnh đồng hành. Hư không mờ ảo, tự hồ đây là một cái tịch không thế giới, bất luận là ai trong này đều tự hồ sẽ biến thành vắng lặng, tự hồ đây là một cái không có bất kỳ sinh mệnh thế giới nếu như cũng không đủ kiên cường đạo tâm, phiêu bạc tại lúc này thế giới, sẽ để cho người điên mất. Lý thất giả bọc tại cự kén bên trong, tại trong hư không phiêu bạc, vô thanh vô tức, từ hồ giờ này khắc này hắn cũng tự như là một tôn người chết đồng dạng, không có bất kỳ tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì, hắn tại cự kén trong phiêu bạc lấy. Giống như là bầu trời trong một tiếng nham thạch, lạnh như băng im ắng, liền thời gian đều chưa từng lúc này lưu lại dấu vết. Hư không vô cùng vô tận, trong này cũng không có nhật nguyệt ngân hà, không có ngày đêm luân chuyển, tựa hồ tại đây không có cái gì, liền thời gian đều không có, cho nên lý thất giả phiêu bạc tại lúc này trong hư không, không có ai biết là phiêu bạc bao lâu, có lẽ là một ngàn năm, có lẽ là một vạn năm, có lẽ vậy cũng chẳng qua là nháy mắt mà thôi, lại có lẽ, hắn đã là phiêu bạc trăm ngàn vạn năm. Tại lúc này trống không mịt lạnh thời gian bên trong, thời gian đã biến thành không hề trọng yếu. Tự hồ trong này hết thảy đều sẽ biến thành tuyên cổ không thay đổi đồng dạng, trăm vạn năm trước là như thế, hôm nay là như thế, tương lai cũng chính là như thế. Rốt cục, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, phiêu bạc lý thất giả dạ rốt cục phiêu bạc đến cái gọi là bỉ ngạn rồi. Chỉ thấy phía trước là tiên quan phun ra nuốt vào, quản chi là lại xa xôi, đứng ở nơi này trong hư không, vẫn là có thể xem tới được, tự hồ chỗ đó tràn đầy sức sống, tự hồ nơi đó là tràn đầy sinh cơ, chỗ đó tự hồ là một cái náo nhiệt không gì sánh được thế giới, chỗ đó tự hồ là một cái phồn hoa không gì sánh được thế tục. Tại đó, giống như hết thảy đều là náo nhiệt như vậy, hết thảy đều là như vậy như người hướng tới, như người chịu truy cầu. Lý thất dạ chậm rãi phiêu bạc, cách này tiên quan là càng ngày càng tới gần, mắt nhìn hắn tự muốn tiếp cận cái thế giới này. Cuối cùng, tiếp cận cái này tiên quan thời điểm, phiêu bạc lý thất dạ ngừng lại, cự kén tự chìm nổi tại đó tựa hồ nó đã tới nơi muốn đến, cùng đợi Lý Thất Dạ tỉnh lại. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi tỉnh lại, hắn nhao nhao mở ra hai mắt, tuy nhiên tại thiên tru trong hải dương cùng trong hư không không biết rõ phiêu bạc bao lâu. Nhưng hắn thật giống như chỉ là ngủ một giấc mà thôi, đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng tin tường thời gian đang trôi qua lấy, bởi vì trong cơ thể hắn đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Tranh, tranh, tranh. Một hồi kim loại thanh âm vang lên, lúc này đang vào bàn che ở lý thất giả dạ trên thân vạn đạo pháp tắc chậm rãi thư giãn, từng cái thối lui, lý thất giả dạ theo vạn đạo pháp tắc cự kén bên trong ngồi dậy, hắn đúng lúc này mới thật sự là tỉnh táo lại. Lúc này lý thất giả dạ cúi đầu xem xét, chỉ thấy choàng tại trên thân da người đã là ngàn vết lở loét bạch lỗ, đã là bị thiên tru đập nát. Nát đến đã là không thể lại mặt. Phải biết, cái này một thân da người cứng trắng không thể phá, bây giờ lại bị thiên tru đánh cho phá thành mảnh nhỏ, giống như là một kiện nát đến không thể lại nát quần áo đồng dạng mặt ở lý thất dạ trên thân, cái này có thể nghĩ thiên tru trong hải dương thiên tru là cỡ nào khủng bố. Lý thất dạ lấy xuống cái này một thân trách rưới da người, may mắn là phía dưới thái sơ nguyên mệnh bình yên vô sự, cái này nhường lý thất dạ thở dài một hơi, thái sơ nguyên mệnh tự là thái sơ nguyên mệnh, một khi nó đang vào thành như chiến giáp, mặc lên người, cái kia quả thực tự là không có gì có thể phá nếu như không phải Thái Sơn nguyên mệnh, chỉ sợ lý thất dạ cũng khó tại kiên trì đến bây giờ. Dù sao, vạn đạo pháp tắc cùng gia người đều không thể hoàn toàn che chở lý thất dạ, vạn đạo pháp tắc cùng gia người cũng là suy yếu thiên tru uy lực mà thôi. Lý thất dạ nở nụ cười một chút, thật sâu hô hít một hơi, bất luận như thế nào, hắn cuối cùng là sống qua nhất kiên khó hạm khảm rồi, chỉ cần qua rồi thiên tru hải dương, mọi chuyện đều tốt xử lý rồi. Lúc này lý thất dạ đứng lên, quay người đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước tiên quan tràn ngập, từng sợi tiên quan dựng đứng tại trong hư không. Mỗi một sợi tiên quan có ức vạn trưởng chi trưởng, đem làm như vậy từng sợi tiên quan huyền dựng thẳng tại đó, thoạt nhìn tựa hồ là một cái tiên khí tràn ngập thế giới, chỉ cần xuyên qua trước mắt thế giới, tự hồ liền có thể đến tiên nhân chỗ chỗ ở. Nhìn xem từng sợi tiên quan huyền dựng thẳng tại đó, lý thất dạ chậm rãi đi lên phía trước đi, đi được không chậm, nhưng là không nhanh, từng bước một đi đến, tự như là một bước một thế giới đồng dạng. Đem làm lý thất giả từng bước một đi lên phía trước đi thời điểm, mỗi trải qua một sợi tiên quan, tiên quan hào quan tự chấp động một chút. Tự hồ hình như là tại dò xét lý thất giả đồng dạng, lúc tiên quan nhảy lên thời điểm, tự hồ như là tại thử thăm dò lý thất giả. Đối với tiên quan phản ứng, lý thất giả ai xem không thấy, chỉ là lẳng lặng từng bước một đi phía trước hành tẩu, tự hồ sự tình gì đều không có đã xảy ra đồng dạng. Lý thất dạ cũng không biết rõ đi bao lâu rồi, lúc hắn xuyên qua cái này huyền dựng thẳng lấy từng sợi tiên quan hư không thời điểm, phía trước chính là tiên diễm di động, tự hồ đây là một cái sắc thái ban lang thế giới. Giờ này khắc này tại đây tiên diễm ban lan trong thế giới. Xuất hiện một thân ảnh, một thân ảnh lặng lặng đứng ở chỗ đó, tự hồ hắn đã hóa thành tuyên cổ, tự hồ tại khai thiên lập địa thời điểm hắn cũng đã đứng ở chỗ đó cái này thân ảnh mười phần mơ hồ thấy không rõ hắn khuôn mặt nhưng trên người của hắn lại toát ra tiên diễm cái này nhàn nhạt tiên diễm như lửa hỏa quan kia rất nhạt nhưng tự hồ có thể đốt xuyên thế gian hết thảy tự hồ từng chút đốm lửa nhỏ cũng có thể chết cháy đại đế tiên vương đồng dạng tự hồ đây là vô thượng tiên vương mà cái này thân ảnh tự hồ tự là tiên nhân thân ảnh đem làm cái này thân ảnh đứng ở nơi đó thời điểm lý thất dạ cũng lặng lặng đứng ở nơi đó cùng cái này thân ảnh đối mặt lấy, nhìn nhau phía dưới, tự hồ cũng muốn xem thấu hai bên, tự hồ muốn thấy rõ hai bên sau lưng hết thảy huyền cơ. Nhìn trước mắt cái này thân ảnh, lý thất dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười một chút, bởi vì cái này thân ảnh lý thất dạ không hề mạch thân, lúc ấy tại thiên thư viện thư trai thời điểm tại núi thấp trước kia, lý thất dạ theo gia người tìm hiểu thời điểm tự đã từng đã xuất hiện cái này thân ảnh. Lý thất dạ cùng cái này thân ảnh nhìn nhau, thời gian tự như đình chỉ đồng dạng, hai bên tự hồ là xem thấu tuyên cổ. Đây chỉ là thân ảnh mà thôi, thực sự không phải là chân nhân ở đây, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy một tôn thân ảnh đứng ở nơi đó, tự tự hồ để cho người không cách nào vượt qua đồng dạng. Đem làm cái này thân ảnh đứng ở nơi đó, chỉ cần hắn không cho đường, tự hồ không có bất kỳ người nào có thể đi qua đồng dạng, trên thế gian tầm đó không ai có thể vượt qua hắn, tự hồ hắn giống như là không thể chiến thắng đồng dạng nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, từ từ nói, đây xem như thẳng thắn thành khẩn tương kiến A. À. Tại nhìn nhau thời điểm, tự hồ hai bên đều thấy được song phương sau lưng hết thảy, tự hồ hai bên nền móng, hai bên ảo diệu, đều ở đây nhìn nhau tầm đó thản nhiên đối đãi. Cái này thân ảnh cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, hắn chỉ là xoay người bước đi, tự hồ là phải ly khai tại đây, lại tự hồ là ở phía trước dẫn đường bình thường, tóm lại, hắn chậm rãi mà đi, dưới chân đi ra một đầu đại đạo, đại đạo tiên khí tràn ngập, tiên quan tránh né, tự hồ đây là một đầu đi thông tiên giới con đường. Lý thất già dạ chỉ là nở nụ cười một chút mà thôi, đạp vào như vậy một đầu đại đạo. Chậm rãi đi về phía trước, không hề quái, cũng không chậm, thủy chung cùng phía trước thân ảnh bảo trì đầy đủ khoảng cách. Hai bên một trước một sau, cũng không biết rõ đi đi bao lâu rồi, ở thời điểm này vậy mà hiện lên mặt khác hai cái thân ảnh, cái này hai cái thân ảnh cùng phía trước thân ảnh đồng hành, một trái một phải làm bạn, tự hồ ba người bọn họ đã đã đạt thành vô thượng ăn ý. Đằng sau xuất hiện hai cái thân ảnh, vẫn là mười phần tuyên cổ, tự hồ bọn họ cùng chính giữa cái này thân ảnh là cùng sinh một cái thời đại đồng dạng, tự hồ bọn họ đều là cùng một cái thế giới người. Tả hữu làm bạn hai cái thân ảnh, bên trái thân ảnh có nói không nên lời luật vận, tự hồ hắn từng cái nhịp đều là tràn đầy luật vận, nhưng vấn đề là, không phải hắn nên hợp với thiên địa nhịp, hoặc là nói là đại đạo tiết tấu, mà là thiên địa đại đạo tại nên hợp với hắn nhịp, tự hồ hắn mới là trong thiên địa hết thảy nhịp nguồn gốc. Bên phải chính là cái kia thân ảnh sinh cơ dạt dào, quản chi chỉ là một thân ảnh, quản chi ngươi thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng hắn ở phía trước đi thời điểm ra đi, hắn cảm giác giống như là một cái sống sờ sờ người hành tẩu tại đó. Hình như là một cái chân chính một cái người sống nương theo lấy ngươi đi về phía trước đồng dạng, càng quan trọng hơn là, ngươi nghe thấy được trên người hắn tản mát ra một loại làm cho tâm thần người sung sướng mùi thuốc vị, đúng là có như vậy mùi thuốc vị, cho ngươi cảm giác thật giống như trong cơ thể sẽ sinh trưởng ra một mai tiên dược đến. Ba cái thân ảnh ở phía trước hành tẩu lấy, lý thất dạ cũng đi theo đi về phía trước, hai bên đều không có thanh âm, hai bên đều không nói gì, lý thất dạ chỉ là theo dưới chân đại đạo đi về phía trước mà thôi. Tại trước này đi thời điểm, lý thất dạ không nóng không vội, hết thảy đều là nhàn rỗi như vậy, hết thảy đều như vậy tự nhiên, hết thảy đều là như vậy thích ý. Trên thực tế, ở thời điểm này ngươi muốn vội vàng sao động đều không hữu dụng, bởi vì cái này ba cái thân ảnh đi ở phía trước thời điểm, ngươi căn bản chính là siêu việt bọn họ không được, lúc bọn hắn đi tuốt ở đàn trước, bất luận cái gì người đều mơ tưởng vượt qua, quản chi ngươi là mình thời đại, tự mình kỷ nguyên nhất vô địch tồn tại, thậm chí là một cái kỷ nguyên chúa tể, ngươi muốn vượt qua ba người bọn họ, chỉ sợ là ngươi thì không cách nào làm được sự tình. Lý Thất Dạ đạp trên dưới chân đại đạo, mười phần thản nhiên, mười phần tự tại, mười phần thích ý theo sát phía trước ba cái thân ảnh một đường đi về phía trước. Nhắc tới cũng kỳ quái, phía trước ba cái thân ảnh, bọn hắn thủy chung đều không có nói với Lý Thất Dạ một câu, bọn hắn cũng không có ra tay công kích Lý Thất Dạ hoặc là tại ngăn trở Lý Thất Dạ. Bọn hắn chỉ là mang theo Lý Thất Dạ đi về phía trước, tự hồ là vì Lý Thất Dạ dẫn đường lại tự hồ là tại thăm dò lý thất dạ tự hồ lý thất dạ hành tẩu tại bọn hắn dưới chân trên đường lớn hết thảy đều tại không nói bên trong đi tới đi tới phía trước ba cái thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt càng ngày càng ảm cuối cùng phía trước ba cái thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy tự hồ bọn hắn chỉ có thể đưa đến lý thất dạ dừng ở đây lúc ba cái thân ảnh biến mất về sau tự hồ bọn hắn cho tới bây giờ liền không có đã xuất hiện đồng dạng vừa mới chỗ kinh nghiệm hết thảy cái kia chẳng qua là một loại ảo giác mà thôi. Ở thời điểm này, phía trước sáng ngời danh tác, chỉ thấy phía trước lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, trong đó có một cái thế giới đồng dạng, chỉ thấy phía trước ba ngàn trượng hồng trần. Không gì sánh được ồn ào náo động, không gì sánh được náo nhiệt. Tại đây giật mình tầm đó, đủ mọi màu sắc hào quang thời điểm ngươi thấy được một cái thành cổ, có đầy tớ mà sống sống mà bận rộn, có người bán hàng trong tại hết lớn, có cô nương đang bán hát muôn hình muôn vẻ, đủ loại kiểu dáng đều có, mười phần huyền diệu. Chương 2189, vượt qua. Tự hồ phía trước chính là một cái đại thiên thế giới, giống như nhìn kỹ lại, đó cũng không phải một cái đại thiên thế giới, thoạt nhìn càng giống là một do cực lớn thải hòa động ở chỗ đó, hơn nữa cái này thải hòa trong nhân vật là trong rất sống động hình như là toàn bộ đều sống lại đồng dạng cứ như vậy một bức họa động ở chỗ đó ngươi con đường thì ở phía trước đổi một câu nói ngươi nghĩ tới đi hãy tiến vào họa ở bên trong họa trong thế giới tự là ngươi muốn đi thế giới cái này nghe tựa hồ là rất không hợp thói thường nhưng phía trước cũng chỉ có như vậy một đầu con đường có thể đi tựa hồ không có bất kỳ đường có thể đi ngươi không cách nào siêu việt cái này một bức họa chỉ có thể vào nhập cái này một bức họa Lý thất Dạ nhìn xem cái này như là một bức tranh bình chướng, hắn nở nụ cười một chút, nhàn nhạt nói, cái này phản phất được thật đúng là như, ở đằng kia thế giới cuối cùng cũng có được như vậy một đạo môn khảm, chẳng qua là đạo hữu chỗ bất đồng mà thôi, thật sự là có chút ý tướng. Lý thất giả dạ đến gần, thò tay đi sờ cái này một đạo bình chướng, muốn đem bàn tay to của mình dung nhập cái này bình chướng bên trong. Nghe được tư, tư một thanh âm vang lên, lý thất Dạ bàn tay lớn tại hà chìm, tự hồ đây là dung nhập hòa trong. Nhưng ngay tại lý thất dạ bàn tay lớn vừa mới trầm xuống nháy mắt, nghe được ba một thanh âm vang lên, lý thất dạ bàn tay lớn nháy mắt bị chấn đi ra, lý thất dạ đông 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 liền lùi lại vào bước, cái này bình chướng trực tiếp cự tuyệt lý thất dạ, tự hồ tuyệt đối không cho phép lý thất dạ tiến vào đồng dạng. Còn là cái này một bộ. Lý thất dạ nở nụ cười một chút, từ từ nói, đây thật là bố trí phòng vệ thế giới, nhưng cùng lão tạc thiên lại không đồng dạng. Tốt, đã ta dám đến, cũng đã dám làm. Ở thời điểm này, lý thất giả dạ thân thể phát sáng lên, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc, vỡ vụn thanh âm vang lên, lý thất giả dạ tại đệ thập giới sở tu luyện đạo cơ vậy mà một tấc một tấc vỡ vụn, lúc này lý thất giả dạ vậy mà hủy diệt rồi đạo hành của mình. Nên ta mở ra một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên thời điểm, qua lại đủ loại cái kia chẳng qua là kỷ nguyên mới đất màu mỡ mà thôi lý thất giả tự mình hủy diệt rồi đạo hạnh của mình hơn nửa mười phần bình thản theo cửu giới đến đệ thập giới lý thất giả một đường đau khổ tu hành nhưng hôm nay lại đem hết thảy đạo hạnh hủy diệt cái này nghe có chút khó tin nhưng lý thất giả lại làm được lý thất giả hủy diệt đạo hạnh của mình không chỉ là cần thông qua trước mắt như vậy một cái bình chướng càng quan trọng hơn là hắn hủy diệt đạo hạnh của mình sắp sửa tại nơi này toàn bộ thế giới mới cuộc khởi, khai sáng đạo thống của chính mình, khai sáng tự mình kỷ nguyên, bởi vì nơi này là một cái nhảy khỏi thương thiên thế giới, cho nên, lý thất giả kỷ nguyên mới sẽ theo cái thế giới này bắt đầu. Lý thất giả làm như vậy, cái kia không chỉ là vì đi đến cái thế giới này. Hắn muốn theo như vậy một cái thiên địa chỗ can thiệp thế giới bên trong trúc dựng lên tự mình tu luyện hệ thống, một cái hoàn toàn mới hệ thống, một cái độc nhất vô nhị hệ thống. Cái thế giới này, nên đón của ta đến A, à, tương lai chính là của ta kỷ nguyên. Hủy diệt rồi đạo hạnh về sau, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, ở này trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ lòng ngực nháy mắt sáng chói không gì sánh được, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cổ cột sáng phúng dũng mà ra. Ở này trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ đạo tâm hiển hiện, cái này một cổ sáng chói vô song cột sáng đúng là theo đạo tâm phúng dũng mà ra đến. Cái này theo đạo tâm phúng dũng mà ra vô thượng lực lượng, đó là không có có đồ vật gì đó có thể ngăn cản, nó có thể xuyên thấu hết thảy, nó có thể vượt qua thế gian hết thảy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này cổ cột sáng tự như là xuyên thấu phía trước bình chướng đồng dạng, tự hồ cái này đánh thủng ba ngàn thế giới, tại đây cột sáng tuyệt đối ý chí phía dưới, không có gì có thể chống đỡ được rồi. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, vừa lúc đó, phía trước bình chướng phát sáng lên, tại thời khắc này không còn là bình chướng tản mát ra hào quang, là lý thất giả đốt sáng lên bình chướng. Nói cách khác lý thất giả đạo tâm đốt sáng lên toàn bộ thế giới, hắn mới là đầy hết thảy chúa tể, hắn đạo tâm vô thượng, hết thảy đều tại hắn đạo tâm bên trong, quản chi ba ngàn thế giới, quản chi là tiên nhân thế giới, đều tại hắn đạo tâm dung nạp bên trong. Cuối cùng, theo lý thất giả đạo tâm chỗ thắp sáng, tại thời khắc này toàn bộ bình chướng đều phát sáng lên, đều không còn là đủ mọi màu sắc, đều không hề ba ngàn hồng trần nhan sắc tại đây bình chướng bên trong, chỉ có một nhan sắc sáng chói. Điều này đại biểu lấy lý thất giả dạ vô thượng đạo tâm, điều này đại biểu lấy vô thượng ý chí. Điều này đại biểu lấy lý thất giả dạ chí cao vô thượng kiên định, đây là không người nào có thể dao động, đây là không có gì có thể rung chuyển. Quản chi thế gian có tiên, ta lý thất giả dạ đến rồi, như vậy cuối cùng có một ngày, cũng phải cho ta bàn lấy. Nếu không, nhất định chém chi. Vạn cổ chìm nổi, duy ta chiến đến cuối cùng. Lý thất giả từ từ nói. Tại thời khắc này, Lý thất giả thanh âm động tỉnh cửu thiên thập địa, tự hồ hắn đã trở thành cái thế giới này chúa tể, quản chi thế gian thật sự có tiên, chứng kiến Lý thất giả đạo tâm vượt qua bình chướng, đều sẽ phải trình trọng mà đối đãi. Tư, tư, tư. Ở thời điểm này, toàn bộ che đậy tự như hóa thành hồ nước, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy, cuối cùng, toàn bộ bình chướng đều tuyền chuyển lên, hóa thành cực lớn không gì sánh được vòng xoáy, sáng chói hào quang, mười phần xinh đẹp, mười phần rung động lòng người. Ba, một thanh âm vang lên, ở này trong một chớp mắt, lý thất dạ cả người bị hút vào, tại thời khắc này lý thất giả xuyên qua cái này bình chướng. Có thể nói, muốn xuyên qua cái này bình chướng không phải một sự tình đơn giản, không muốn nói là bình thường đại đế tiên vương. Coi như là 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương, chỉ sợ đều khó tài xuyên qua như vậy một đạo bình chướng, nhưng hiện tại lý thất giả dạ dựa vào đạo tâm của chính mình liền xuyên qua cái này bình chướng, có thể nghĩ đạo lý thất giả dạ đạo tâm cỡ nào khủng bố, là cỡ nào cường đại. Oanh một tiếng, xuyên qua bình chướng, lý thất giả dạ nháy mắt vượt qua ức vạn tinh không, xuất hiện ở một cái thế giới bên trong, đây là một cái kỳ quái thế giới, trong này vô cùng vô tận phù văn hiển hiện, tại đây phiến vùng trời dưới trời sao, có một khối lại một khối đại lục lơ lửng, mỗi một khối đại lục đều là sinh cơ dạt dào. Có vô số sinh linh lúc này chạy như điên, mỗi một khối đại lục đều là tự thành một cái tiểu thế giới, tự thành một phương thiên địa, mỗi một khối đại lục đều là đại đạo chi lực tràn ngập, tự hồ trong này vô tận đạo đất. Tại lúc này từng khối đại lục ở bên trong, đem làm tự thành từng cái tiểu thế giới về sau, tự hồ tại đây chính là trong truyền thuyết ba ngàn thế giới. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ trong ý hải vang lên, ông, ông, ông từng đợt thanh âm ở thời điểm này lý thất dạ trong thức hải bị xóa đi ký ức hiển hiện đây là có về lão đầu ký ức năm đó âm nha bị khô thạch viện lão đầu bắt lấy bị hắn nghiên cứu thật lâu thậm chí là hai người chuyển được thức hải cộng hưởng ký ức nhưng là về sau lý thất dạ lừa được lão đầu một bả phản đem lão đầu một quân chẳng những là thoát khốn mà ra hơn nữa theo lão đầu trong trí nhớ cướp đoạt rất nhiều đồ vật chỉ có điều về sau để ngừa phạm chưa xảy ra lý thất giả dạ đem hết thảy cơ mật ký ức đều xóa đi để tránh bị tiên ma động có được trước mắt ngày lý thất giả dạ nháy mắt bị đưa vào cái thế giới này thời điểm cái này trong thức hải bị xóa đi ký ức lại một lần nữa hiển hiện không hề nghi ngờ khô thạch viện phía dưới vách núi lão đầu đã từng là đã tới cái thế giới này hắn ở cái thế giới này lưu lại dấu vết cũng chính bởi vì như thế lý thất giả dạ đến một lần đến cái thế giới này thời điểm bị xóa đi ký ức nháy mắt hiển hiện, hiện đây là nghênh đón Lý Thất Dạ trở về. Chính là, tại xóa đi ký ức hiển hiện thời điểm, Lý Thất Dạ nháy mắt theo trong trí nhớ đã nhận được tin tức, trong một chớp mắt đã tập trung vào một cái tọa độ. Ken, một thanh âm vang lên, tại đây nháy mắt Thái Sơ Nguyên mệnh thoáng cái khóa lại cái này tọa độ, nháy mắt đem Lý Thất Dạ túng vào cái thế giới này. Lý Thất Dạ nháy mắt thông qua cái này tọa độ nháy mắt bước vào cái thế giới này. Nhưng là, lúc Lý Thất Dạ vừa mới rơi định nháy mắt, nghe được tư 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 thanh âm vang lên hàng băng rét thấu xương toàn thân kết xương ken 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 ngay tại lý thất dạ toàn thân kết xương nháy mắt thái sơn nguyên mệnh nháy mắt đang vào thành chiến y thoáng cái mặt ở lý thất dạ trên thân nháy mắt đem lý thất dạ chặt chẽ thủ hộ lấy vạn vật bất xâm móa nó lão già chết tiệt dám đào hầm ở chỗ này muốn bịp ta trở lại cửu giới phải lột da của ngươi lý thất dạ không khỏi mắng một câu Lúc hắn lời này cuối cùng một chữ nói cho tới khi nào xong thôi, cuối cùng tư một thanh âm vang lên. Đem lý thất giả dạ cả người đóng băng rồi. Trong này đóng băng lực lượng quá kinh khủng quá cường đại, không muốn nói là bình thường cường giả, coi như là đại đế tiên vương, đều sẽ nháy mắt có thể bị đóng băng giết chết, nhưng lý thất giả dạ có thái sơ nguyên mệnh hộ thể, đối với hắn không có gì tổn hại, chẳng qua là hắn vừa tới cái thế giới này đã bị lão đầu lừa được một bả. Đương nhiên lão đầu cũng không phải chuyên môn vì lý thất dạ chỗ đào hầm hắn chỉ là lưu lại một cái hậu thủ phòng bị những người khác mà thôi chỉ là lý thất dạ vừa vặn đụng vào cái này vũng hố vừa tiến vào cái thế giới này tự thoáng cái bị tự che tam tiên giới có người lại xưng là tam giới về phần vì sao tại đây gọi tam tiên giới có đủ loại thuyết pháp cũng có được đủ loại truyền thuyết có một loại thuyết pháp cho rằng cái thế giới này bị đặt tên là tam tiên giới đây là vì kỷ niệm ba vị đại đế, cũng tức là trong truyền thuyết toại, hi, nồng ba vị đại đế. Cũng có một loại thuyết pháp cho rằng cái thế giới này bị đặt tên là Tam Tiên Giới, đây chẳng qua là đối với tiên thống, đế thống, vạn thống ba cái giới đạo thống một loại gọi chung mà thôi. Bất luận như thế nào, Tam Tiên Giới, đây là hết thảy nhận đồng cách gọi, bất luận là tiên thống giới còn là đế thống giới hay hoặc giả là vạn thống giới. Tất cả mọi người nhất trí xưng là Tam Tiên Giới. Tại đây Tam Tiên Giới, thế nhân không biết rõ cái gì Cửu Giới, cái gì Thập Tam Châu, tại Tam Tiên Giới hết thảy sinh linh thưởng thức ở bên trong, trên thế gian chỉ có bọn hắn Tam Tiên Giới, trừ đó ra, không còn có thế giới khác. Cái này rất giống Cửu Giới không biết rõ Thập Tam Châu tồn tại đồng dạng, mà Thập Tam Châu lại không biết rõ Tam Tiên Giới tồn tại đồng dạng, cho nên Tam Tiên Giới hết thảy sinh linh cũng đồng dạng không biết rõ Cửu Giới thập tam châu như vậy thế giới đại kiếm môn có thể nói là tại tam tiên giới không có ý nghĩa một môn phái truyền thừa không muốn nói là tại tam tiên giới coi như là trong vạn thống toàn bộ là người xưng vạn thống giới bên trong một cái đại kiếm môn đều là không có ý nghĩa tồn tại thậm chí không muốn nói là trong vạn thống coi như là tại cuồng đình cái này đào thống phía dưới đại kiếm môn đều là dường như dung dế bình thường tồn tại mười phần không có ý nghĩa đúng là bởi vì như thế đại kiếm môn trong coi cuồng đình đạo thống một cái hẻo lánh nhất hoang vu nhất một cốc đạo thống lãnh thổ. Chương 2190, Đại Kiếm Môn Đại Kiếm Môn, chính là thừa chính là cuồng đình đạo thống, chính là cuồng kinh, một cái rất nhỏ bàn chi, có thể nói, toàn bộ Đại Kiếm Môn tâm kinh, chân pháp đều là theo cuồng kinh làm khởi nguyên. Đại Kiếm Môn, cũng đã từng là vinh quang qua, đã từng là thực lực hiển hách, đã từng vì cuồng đình lập xuống không ít chiến công, chỉ tiếc, về sau đại kiếm môn xuống dốc, tranh quyền đoạt thế thất bại, cũng chính bởi vì như thế, bị cuồng đình lưu đầy đến cuồng đình đạo thống khắp xa lãnh thổ phía trên. Đại kiếm môn bị lưu đầy đến nơi đây. Chính là vì cuồng đình tổ tông môn thủ mộ, cũng chính bởi vì như thế, đại kiếm môn từ nay về sau là rớt xuống ngàn trượng, từ nay về sau không còn có thanh danh, đã trở thành một cái yên lặng vô danh môn phái nhỏ. Đại kiếm môn chỗ thủ địa phương xưng là là cuồng đình tổ mộ, trên thực tế trong này không có gì phần mộ có thể nói. Đại kiếm môn chỗ thủ tổ mộ cái kia chẳng qua là một cái cực lớn không gì sánh được vượt sâu mà thôi. Cái này cực lớn không gì sánh được vượt sâu bị cuồng đình xưng là tổ quyên, đồn đại nói, cái này vượt sâu mai táng lấy cuồng đình một ít càng vất vả công lao càng lớn tổ tiên. Hơn nữa thậm chí có đồn đã nói cái này tổ quyên chính là tất nhiên là xuất từ ở cung đình thủy tổ, cung tổ. Truyền thuyết, cung tổ trúc tổ quyên, theo mai tán khai cương thác thổ chư vị tổ tiên, thậm chí có hậu nhân cho rằng, liền cung tổ đều cũng không mọc cánh thành tiên mà đi, đem mình mai tán tại tổ quyên phía dưới, đợi đến ngày khác, theo mọc cánh thành tiên. Mặc kệ loại này đồn đã là thật là giả, tóm lại về tổ quyên sự tình, tại cung đình ở trong đã rất ít ghi lại có thể tìm được cái kia cũng chỉ là rải rác phiến ngữ mà thôi, tóm lại tại đời sau không có nghe nói qua vị nào tổ tiên hạ tán tại tổ nguyên. Cho nên, cảnh này khiến cuồng đình một ít hậu đại chỗ suy đoán, tổ nguyên chỗ chung cất chỉ sợ là cuồng đình đời thứ nhất khai tông lập phái chư vị tổ tiên, đời sau chư vị tổ tiên cũng không hạ tán tại tổ nguyên. Theo đạo lý mà nói, có thể thủ tổ tiên hạ tán chỗ là một loại vinh quang. Nhưng trên thực tế, tổ tiên cách đời sau đã quá xa xưa rồi, hơn nửa đời sau các đời tổ tông cũng không dưới tổ uyên chung cất, cảnh này khiến tổ uyên đã sớm là danh nghĩa, đã là đã trở thành một mảnh hoang phế chi địa rồi. Đại kiếm môn bị lưu đầy tại cái này vắng vẻ chi địa, theo thủ tổ uyên. Nghe là mười phần vinh quang, trên thực tế, toàn bộ đại kiếm môn là bị đánh vào lãnh cung. Nhưng, đây là bất đắc dĩ sự tình. Đại kiếm môn cơ căn chẳng qua là cùng đình đạo thống phía dưới bàn chi sáu mạc mà thôi, chính là một cái đại kiếm môn, lại làm sao có thể đối kháng cuồng đình mệnh lệnh, cũng chỉ có bị lưu đầy, trong này trong coi tổ nguyên rồi, đại kiếm môn duy nhất có khả năng ký thác đúng là môn hạ đệ tử có thể ra chút ít nhân tài, nhưng đại kiếm môn cuộc khởi, quay về cuồng đình quyền lực trung tâm. Nếu như đại kiếm môn môn hạ đệ tử đều thất vọng mà nói, cái kia đại kiếm môn muốn cuộc khởi, cái kia quả thực tựu là si nhân nằm mơ rồi, bằng không mà nói, cũng chỉ có bọn hắn tổ tông hiển linh che chở mới có thể để cho bọn hắn đại kiếm môn cuộc khởi rồi. Nhưng, đại kiếm môn giống như thật là đi đại vận, tự hồ cùng đình tổ tiên đích thật là hiển linh rồi, bởi vì vào ngày này sáng sớm, tại tổ uyên vực sâu vạn trường chỗ vậy mà lơ lửng một cổ mộc quan. Xem, cái kia là vật gì, sáng sớm trước hết nhất phát hiện này là mộc quan chính là đại kiếm môn hạ một cái đệ tử. Người đệ tử này mang sư huynh để sáng sớm bắt đầu tự theo thường lệ tuần tra. Tại trải qua tổ nguyên cái kia cực lớn không gì sánh được vực sâu bên cạnh thời điểm, mắt sắc hắn vậy mà thấy được dưới vực sâu vậy mà lơ lửng một cổ cổ quan. Tổ nguyên cực lớn không gì sánh được, nó giống như là cự thú mở ra bồn máu miệng rộng đồng dạng, xa xa xem lên, tự nhiều người không rét mà run, hơn nữa toàn bộ tổ nguyên là thâm bất khả trắc, không có ai biết tổ nguyên đến tột cùng sâu bao nhiêu. Từ khi đại kiếm môn bị lưu đầy đến nơi đây thủ tổ nguyên về sau, đã có người đi thăm qua tổ nguyên, nhưng là phía dưới sâu không thấy đấy, không ai có thể hạ đến vực sâu tận dưới đáy chỗ. Hơn nữa càng hướng xuống lại càng rét lạnh, không ai có thể thừa nhận được cái này tổ nguyên rét lạnh. Cho tới nay tổ nguyên đều mười phần bình tĩnh, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì, cho nên trong coi tổ nguyên đại kiếm môn đệ tử sớm đã thành thói quen tổ nguyên tồn tại, cũng thói quen tổ nguyên bình tĩnh. Hôm nay đột nhiên toát ra một cổ cổ quan cái thanh này tuần tra các đệ tử đều sợ hãi kêu lên một cái, các đệ tử nhau nhau nhìn lại, chỉ thấy một cổ cổ quan lơ lửng dưới tổ uyên, cổ quan mười phần phong cách cổ xưa, tự hồ nó đã là đã trải qua trăm ngàn vạn năm tạo hình bình thường. Lúc này cổ quan phía trên còn treo có không ít băng lăng, tự hồ nó là theo sông băng ở trong chỗ sâu phiêu bạc mà đến đồng dạng. Chứng kiến đột nhiên lơ lửng trong tổ uyên mộc quan, đại kiếm môn đệ tử đều thoáng cái dọa mộng rồi, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi đấy. Nhanh nói cho môn chủ. Phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức có đệ tử lướt nhanh đi bẩm báo môn chủ. Đại kiếm môn môn chủ gia kỳ chính là một vị thoạt nhìn là tuổi trẻ 50 tuổi lão nhân, hắn tại đại kiếm môn coi như là có thực lực cao thủ, cựu cấp chân đồ. Đương nhiên, cựu cấp chân đồ nếu không nói là đặt ở vạn thống giới, coi như là đặt ở cung đình, vậy cũng chẳng qua là một vị không có ý nghĩa tiểu tu sĩ mà thôi. Nhưng ai bảo đại kiếm môn hiện tại đã xuống dốc, có tổng so không có cường, cho nên chính kiếm chân đồ, cũng miễn cưỡng đảm nhiệm đại kiếm môn trưởng môn rồi. Đại kiếm môn môn chủ gia kỳ vừa nghe đến tổ uyên hạ bồng bềnh nổi lên một cổ cổ quan, này đem hắn đều sợ hãi kêu lên một cái, từ khi bọn hắn đại kiếm môn bị lưu đầy đến nơi đây, tổ uyên tự chưa từng có phát sinh qua chuyện gì, hiện tại đột nhiên toát ra một cổ cổ quan, này làm sao không đem hắn sợ đến nhảy dựng lên đây này. Phục hồi tinh thần lại về sau, Gia Kỳ gọi đến mấy vị đại kiếm môn trưởng lão, đều trước tiên chạy tới tổ uyên rồi. Nhìn xem tổ uyên phía dưới chỗ lơ lửng cái kia một cổ cổ quan, Gia Kỳ cùng mấy vị trưởng lão cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc, bọn hắn nhìn xem như vậy một cổ cổ quan, cũng không biết cái này là một chuyện tốt, còn là một cái cọc tai họa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Gia Kỳ bọn hắn đều có điểm thúc thủ vô sách. Dù sao bọn hắn đại kiếm môn đã xuống dốc, bọn hắn mặc dù nói là môn chủ, trưởng lão, nhưng đều không có trải qua bao nhiêu sóng gió, cùng đồ nhà quê không kém là bao nhiêu. Đêm qua có thể động tĩnh, còn có khác thường. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Gia Kỳ hỏi thăm môn hạ đệ tử. Phụ trách tuần tra môn hạ đệ tử đều nhìn nhau mắt, cuối cùng đều nhau nhau lắc đầu, nói ra, bẩm môn chủ, chúng ta theo như càng tuần tra tại tổ nguyên không phát hiện bất luận cái gì khác thường. vớt lên. cuối cùng đại kiếm môn môn chủ gia kỳ cùng các trưởng lão thương lượng một chút, phân phó nói. cuối cùng đại kiếm môn mấy vị trưởng lão ra tay, phí hết chín trâu hai hổ khí lực. lúc này mới đem lơ lửng tại tổ nguyên chỗ cổ quan kéo đi lên. đem làm cổ quan kéo đi lên về sau, đại kiếm môn môn chủ gia kỳ cùng trưởng lão trong nội tâm cũng không khỏi nhảy lên một chút, bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ cổ quan bên trong chính là cái gì Bọn hắn không biết rõ theo tổ nguyên chỗ toát ra một cổ cổ quan rồi Cái này đối với bọn hắn đại kiếm môn mà nói là một kiện trời ban cơ hội tốt Còn là một cái cọc tai họa Cuối cùng, Gia Kỳ cùng các trưởng lão thật sâu hô hít một hơi Bọn hắn hợp lực mở ra cái này một cổ cổ quan Cái này cổ quan cũng không khó mở ra Không có bất kỳ phong ấn Đem làm vừa mở ra Gia Kỳ cùng mấy vị trưởng lão lập tức thấy được bên trong nằm một người, mười phần tuổi trẻ, lập tức nhường Gia Kỳ cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức đem cổ quan phong bên trên dơ lên trở về, dơ lên nhập cẩm các bên trong. Gia Kỳ cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau liếc, lập tức phân phó môn hạ đệ tử. Đại kiếm môn đem cổ quan dơ lên trở về cẩm các về sau, Gia Kỳ lập tức phân phó môn hạ đệ tử nói ra, chớ có để lộ tiếng gió, nếu không phải nghiêm trị đại kiếm môn đệ tử cũng không biết rõ cổ quan ở trong là cái gì. Nghe được môn chủ như thế trịnh trọng, đều không dám khinh thường, giữ kín như bưng. Cẩm các chính là đại kiếm môn dùng để chiêu đại khách quý địa phương, nhưng lúc này bên trong lại bày biện một cổ cổ quan, lộ ra có chút đột ngột, cũng có chút ít cổ quái. Cuối cùng, môn hạ các đệ tử đều lui xuống, gia kỳ cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau liếc, mấy người bọn hắn người tự mình động thủ, đem cổ quan hủy đi chỉ thấy đó là một khối cực lớn khối băng, khối băng bên trong đóng băng lấy một người, một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ người, lộ ra khối băng, chứng kiến người trẻ tuổi này mặc một bộ chiến y. Không giống như là bọn hắn thời đại này người, tựa hồ như vậy một người tuổi còn trẻ không thuộc về bọn hắn thời gian này. Cái này khối băng mười phần rét lạnh, giống như khó với hòa tan đồng dạng, chỉ cần gia kỳ bọn hắn vừa tiếp xúc với khối băng, cái này đều khiến cho bọn hắn thân thể bị đông cứng, đều sẽ bắt đầu đóng băng nhìn xem đóng băng trong người trẻ tuổi, gia kỳ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau liếc, ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng trong quan tài cổ sẽ nằm một vị nào đó lão tổ tông, nhưng trong quan tài cổ nằm chính là một vị thoạt nhìn rất tuổi trẻ người trẻ tuổi. Cái này nhường gia kỳ có chút thúc thủ vô sách. Nhưng để cho nhất gia kỳ thúc thủ vô sách chính là, bọn hắn không biết rõ đóng băng trong người trẻ tuổi này là còn sống còn là chết rồi. Cái này, này sẽ là bên ngoài rơi vào đến quan tài sao? có lẽ có người vứt xác có trưởng lão cũng không khỏi vì đó nghi ngờ nói nói chỉ sợ không có khả năng nếu quả thật chính là ngoại nhân vứt xác đã sớm trầm xuống đến cùng mọi người đều biết một khi rơi vực sâu không còn có đã xuất hiện một cái khác trưởng lão nói ra đại kiếm môn tửu có đệ tử rơi tổ nguyên, té xuống về sau không còn có đã trở lại sống chết không rõ có thể nói một khi rơi tổ nguyên, không có khả năng bò lên hoặc là thật là chúng ta cùng định tổ tiên. Có một vị trưởng lão đánh một cái giật mình, nói ra, chúng ta cuồng định không phải cũng có đồn đại nói, một ngày nào đó, chúng ta tổ tiên sẽ theo tổ nguyên phục sinh, đăng lâm tam giới, mọc cánh thành tiên sao. Nghe được vị trưởng lão này mà nói, Gia Kỳ cùng những trưởng lão khác cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng nghe qua như vậy truyền thuyết, nhưng chưa từng có người coi nó là thật, dù sao đã qua trăm ngàn vạn năm tổ uyên đều là lặng yên im ắng cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua sự tình gì cũng chính bởi vì như thế đời sau cho tới bây giờ không có nghe nói có cái kia một đời tổ tiên lại sẽ đem mình chôn cất nhập tổ uyên bên trong tìm chu đáo đệ tử tới chiếu cố cuối cùng gia kỳ phân phó nói nán lại huyền băng hòa tan liền biết rõ một ít tình huống rồi sống hay chết khi đó liền biết cuối cùng gia kỳ phân phó xuống dưới tìm một cái chu đáo lại có kiên nhẫn nữ đệ tử tới chiếu cố huyền băng chỗ phong người trẻ tuổi. Đương nhiên, cái này bị băng phong người trẻ tuổi, cũng chính là vừa tới đến tam tiên giới lý thất dạ. Hắn đến một lần đến tam tiên giới, khô cổ viện phía dưới vách núi lão đầu tử ký ức tự toàn bộ hiển hiện, lý thất dạ vốn là muốn tiến vào lão đầu tử sáng lập đạo thống, không có nghĩ đến, mới vừa gia nhập đạo thống bí mật tọa độ, hắn tự nháy mắt bị băng phong rồi, bị lão đầu tử lừa được một bả.